chương 4780, Thủy Nhất Cường Đại. Thủy Nhất, năm đó có ba đại yêu nghiệt kiệt xuất hiện thân, bọn họ điên cuồng phá kỷ lịch trên tinh võng, chính là Thủy Nhất, Phạn Đạo, Phá Thiên. Đương nhiên, khi đó Lăng Hàn cũng xuất hiện trên tinh võng, hắn cũng phá ghi chép kỷ lục của những người này, tinh không đệ nhất nhân cũng có tiếng tăm lừng lấy. Lăng Hàn vẫn muốn biết rõ thân phận chân thực của ba người này, nhưng ba người này giấu rất sâu, từ đầu đến cuối không có lộ ra ngoài. Tuyệt đối không ngờ rằng, hiện tại lại gặp được Thủy Nhất, mà gia hỏa này còn là con rể của thiên điểu đế tộc. Lăng Hàn sinh ra hứng thú nhìn sang Thủy Nhất, đó là người trẻ tuổi quần áo mộc mạc, tương mạo thương, không nói xấu xí nhưng cũng không anh Tuấn, nhưng có một khí chất không giận tự uy, hẳn ngồi đó rất bình thường nhưng lại có cảm giác như trung tâm của thiên địa, làm cho người ta không tự chủ khi nhìn hắn. Học viện tổ vương lớn như thế không có cao thủ sao? Chỉ nghe một nữ tử nói, dung mạo của nàng thật dễ tốt, mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết, trong tay còn cầm bảo kiếm bảy màu, anh tư động lòng người. Nữ tử này là mỹ nữ cấp bậc nữ hoàng, chỉ mộng hàm, bởi vậy, thời điểm nhìn thấy nàng, có rất nhiều nam tử si mê. Người có khả năng tiến vào học viện tổ vương, có người nào không phải thiên tài. Bọn họ nghe nữ tử này nói thế, trên gương mặt mang theo giận dữ. Giao chiến trên, hư, hiện tại cấp độ đế tử đều đã bước vào hóa linh cảnh, còn có mấy người dừng lại ở chân ngã cảnh. Bọn họ phản bác, mỹ nữ kia đem trong tay bảo kiếm chấn động, Vậy thì cứ việc mời hóa linh cảnh, tiểu thừa cảnh xuất chiến, áp chế cảnh giới, công bằng đánh một trận chiến, xem ai có thể cản 10 chiêu của Thủy Nhất Ca. Thủy Nhất Ca, xem ra nữ tử này chính là quý nữ của thiên điểu đế tộc, thê tử của Thủy Nhất. Nhìn nữ tử này dung mạo tuyệt lệ, lại nhìn diện mạo bình thường của Thủy Nhất, lúc này các đế tử rất tức giận. Tốt, ta đánh với người một trận, Trình Khánh là người nhảy ra đầu tiên, hắn từng là người đứng đầu chân ngã cảnh, mặc dù trước mắt không có xếp hạng trong hóa linh cảnh, nhưng áp chế cảnh giới đánh một trận chiến chiến lực của hắn tuyệt đối kinh người thất gia ra, ra xin ngài bố trí mỹ nữ kia quay đầu lại nàng cung kính nói với một hướng bành lập tức một khối thiên thạch từ trên trời rơi xuống nặng nề rơi vào khu đất trống trước cửa học viện tảng đá kia nặng nề không gì sánh bằng mặt đất chung quanh sinh ra địa chấn mọi người đều nhìn sang tảng đá kia nhìn như bình thường nhưng vị trí đứt gãy lại có hoa văn sáng lên nó làm cho người ta có cảm giác mỹ diệu giao chiến trên tảng đá kia, bất kể tu vi như thế nào cũng bị kéo xuống cùng cấp độ. Mỹ nữ kia nói, tới đi, Trình Khánh nhảy lên trên khối đá, hắn đứng chắc một tay sau lưng, một tay còn lại ngoác ngoác Thủy Nhất, khiêu khích ý mười phần. Thủy Nhất chậm rãi đứng lên, không vội không từ nhảy lên tàn thạch, sau đó mới nói. Có thể cản mười chiêu của ta tính là người thắng, khốn kiếp, tại sao lại quá mức như thế, đánh nhau cùng cấp, đối mặt thế hệ Bạch Ngân, ai dám nói khoác như thế. Trình Khánh tức giận, các đế tử khác đều cười lạnh liên tục, chỉ cảm thấy thủy nhất này quá ngông cuồng. Chỉ phá ghi chép trên tinh võng mà thôi, thật sự cho rằng có gì đặc biệt hơn người hay sao. Đế tộc cho tới bây giờ chưa từng lên tinh võng, không có đế tộc tham dự, thứ nhất như vậy có ý nghĩa gì. Mọi người đều lên tiếng chào phúng, vào lúc này bọn họ đứng chung chiến hào với Trình Khánh. Trình Khánh hét lớn một tiếng, hắn chủ động phát động công kích. Oanh, 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 mặc dù tu vi của hắn bị áp chế đến chân ngã cảnh, nhưng thế hệ Bạch Ngân chính là thế hệ Bạch Ngân, thực lực vô cùng kinh khủng, từng chiêu từng thức đều có quy tắc bộc phát, năng lượng tầng thứ cao sôi trào khủng bố đến cực hạn. Liên tiếp ba chiêu, Thủy Nhất chỉ nhượng bộ, ha ha ha, tất cả mọi người là cười to, thật sự là thổi ra châu phá trời, giao thủ chân chính lại không chịu nổi một kích. Xem ra, Thủy Nhất cũng chả có gì đặc biệt, đại hắc cầu cũng chạy tới, nó nói với Lăng Hàn. Lăng Hàn chậm rãi lắc đầu, a à, ngươi nhìn kỹ ra hỏa này chưa? đại hắc cầu hỏi chờ xem đi lang hàn chỉ nói như vậy ba chiêu qua đi cuối cùng thủy nhất đã triển khai phản kích oanh trong người hắn bộc phát khí thức kinh khủng giống như hóa thân thành một đại ma thần áp đảo trình khánh bành chỉ một chiêu mà thôi trình khánh đã bị đánh phun máu tươi và bay ra khỏi tảng đá cái gì tất cả mọi người đều ngơ ngác đường đường thế hệ bạch ngân lại bị một chiêu đánh bại kẻ kế tiếp thủy nhất thản nhiên nói ra dường như hắn không phải đánh bại một đế tử thế hệ bạch ngân mà đây là chuyện đương nhiên. Thật sự là cuồng vọng, lại có một tên thế hệ Bạch Ngân đi lên giao thủ, nhưng hắn cũng không thể tránh khỏi vận mệnh của Trình Khánh, hắn có thể công kích ba chiêu, sau đó bị Thủy Nhất dùng một chiêu đánh bại. Kẻ thứ ba, thứ tư, thứ năm áp chế cảnh giới thì như thế nào, Thủy Nhất đã cho thấy thực lực vô cùng cường đại, hắn gần như vô địch trong cấp độ chân ngã cảnh này, hơn nữa còn có tính áp đảo. Càng về sau, thậm chí có một vị thế hệ Hoàng Kim cũng ra tay rồi, hắn vẫn bị đánh bại như những người trước. Chuyện này sinh ra địa chấn, thế hệ hoàng kim chính là đời thứ nhất mạnh nhất, cho dù là tồn tại kế cuối trong thế hệ hoàng kim cũng mạnh hơn thế hệ bạch ngân rất nhiều. T, trên tinh võng lập nên ghi chép vô địch của gia hỏa này, hắn thực sự vô địch cùng giai sao? Nhưng cho dù như thế nào cũng không thể nhìn hắn lớn lối như thế. Nếu bị người ta ngăn cản ngoài cửa, còn đánh từng người cúi đầu, bọn họ còn mặt mũi hay sao? Vấn đề là, liền thế hệ hoàng kim cũng thất bại, thực sự có người có thể đánh thắng thủy nhất sao? đế tử hiên có thể đáng tiếc hắn vì đột phá cực hạn đã chạy tới nơi khác lịch luyện đế tử thanh cùng đế tử minh đã bước vào tôn giả cảnh đã sớm rời khỏi học viện ba người mạnh nhất thế hệ hoàng kim đều không thể xuất thủ có lẽ không còn ai có thể chân áp thủy nhất làm sao bây giờ chẳng lẽ nhìn hắn lớn lối như thế hay sao đúng lúc này tiểu thanh long lên đài nó khiêu chiến thủy nhất nó hiện tại là người mạnh nhất chân ngã cảnh của học viện tổ vương nhưng thế hệ hoàng kim cũng bại mọi người cũng không có tin tưởng vào hắn, nhìn thấy nó xuất hiện, cũng không ai trợ uy cái gì. Tiểu Thanh Long tức giận kêu to, vì cái gì không ai xem trọng hắn. Long ra rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tiểu Thanh Long nói, Thủy Nhất tươi cười, ngươi không sai, ngươi mạnh hơn những tên phế vật lúc nãy. Đánh bại ngươi, ta có khả năng cần trăm chiêu, thậm chí nhiều hơn. Không có ai ngờ tới Thủy Nhất lại xem trọng Tiểu Thanh Long như thế. Tiểu Thanh Long không cảm thấy cao hứng, nó chủ động xuất thủ, lớn tiếng nói. Phi, Long Gia làm sao có thể thua ngươi? Hai người đại chiến với nhau, tiểu thanh Long phi phàm, lúc trước nó đánh với Lăng Hàn rất lâu, hiện tại càng tu luyện đế kinh, thực lực của nó càng tăng thêm không ít. Quả nhiên, hắn cùng Thủy nhất kịch chiến, trong lúc nhất thời đúng là khó phân cao thấp. chương 4781, bắt chẹt, mọi người thấy mắt đều ngây người, có ai ngờ tiểu thanh Long lại mạnh như thế? Mặc dù nó chỉ là chân ngã cảnh nhưng trước đó có lăng hàn, đinh thụ cường đại áp chế, lại thêm thế hệ bạch ngân đều đột phá hóa linh, bởi vậy, tiểu thanh long không có đủ giá trị và biểu hiện. Bây giờ bọn họ mới biết, thì ra tiểu thanh long rất châu bò. Không tệ, người đáng giá ta sử dụng thực chân chính. Thủy nhất từ tốn nói, oanh, trên người hắn xuất hiện chín bóng đen kinh người, cả khí thế của hắn biến hóa, oanh, hắn xuất ra một trưởng mang theo thần văn kinh người. Phi, long ra cũng vận dụng thực lực chân chính. Tiểu Thanh Long chưa bao giờ thua miệng lưỡi với người khác, nó lập tức mở miệng phun nước bọt ơ ờ, tiểu hồng điều che mặt trên mặt nàng mang theo căm ghét không chỉ có nàng vẻ mặt của những người khác cũng quái dị chiến pháp như thế quá vô lại vẻ mặt thủy nhất cứng đờ như gỗ hắn vẫn xuất trưởng như cũ năng lượng sôi trào đánh tan nước bọt sẽ không để nước bọt văng trúng người mình oanh hắn tiếp tục công kích với uy thế kinh người tiểu thanh long đón đỡ một chiêu và bay ra ngoài khóe miệng còn mang theo máu tươi nó có thể phách kinh người nó vẫn bị đả thương thủy nhất cường đại và đáng sợ. Tiểu Thanh Long còn muốn tái chiến, Lăng Hàn đã đi tới và kéo nó lại. Ngươi không đánh với ta một trận, đột nhiên Thủy Nhất mở miệng, ta, Lăng Hàn cười một tiếng, nói, tại sao ta phải chiến với ngươi, hắn đến học viện tổ vương thuần túy chỉ là vì tài nguyên tu luyện và buồn nôn đế tộc, làm sao có thể chiến đấu thay bọn họ. Thủy Nhất sừng sốt một chút, hắn gật đầu với Lăng Hàn, nhưng không có lên tiếng. Buông tay, Long ra còn chưa có thua, Tiểu Thanh Long không phục, ngươi không phải là đối thủ của hắn lăng hàn rất khẳng định tiểu thanh long hừ hừ nhưng nó không có nói tiếp vừa rồi nó chỉ mạnh miệng mà thôi một lát sau nó mới nói thực lực của thủy nhất không kém gì đinh thụ lăng hàn gật đầu hắn cũng có cảm giác như vậy kẻ kế tiếp thủy nhất tiếp tục khiêu khích giọng nói rất thản nhiên không có bởi vì đánh bại mấy tên đế tử mà đắc ý nhưng càng như thế mọi người càng buồn bực trang bước một cách vô hình là ghê tởm nhất đinh thụ những đế tử kia đều nghĩ đến một người rất nhanh đinh thụ đã được mời tới sau khi biết được thân phận của thủy nhất đinh thụ lập tức gào lớn không cần ai kích thích chính hắn đã nhảy lên tảng đá đã sớm muốn chiếu cố bốn người các ngươi hắn lớn tiếng nói câu nói này không đầu không đuôi nhưng lăng hàn biết rõ đinh thụ vẫn muốn chiến thủy nhất vạn đạo phá thiên và tinh không đệ nhất nhân hiện tại cơ hội tới hắn tự nhiên rất phấn khởi thủy nhất lộ ra vẻ mặt nghiêm túc ngươi là một đối thủ tốt ha ha, đến chiến. Đinh thủ cất bước tiến lên, hắn xuất trưởng tấn công. Oanh, 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 hai người kịch chiến nhưng không dùng pháp khí, chỉ phát huy thực lực thỏa thích. Đinh thủ đúng là rất mạnh, không kém gì thủy nhất, hai người ngươi tới ta đi khó phân cao thấp. Sau khi đánh mấy trăm chiêu, cuối cùng đinh thủ đã sử dụng đại chiêu, toàn thân của hắn xuất hiện hào quang rực rỡ, sau đó chiến lực của hắn bỗng tăng lên ba trọng thiên. Trong lúc kịch chiến như thế, đột nhiên chiến lực tăng lên ba trọng thiên, Việc này đủ quyết định thắng bại Nhưng Thủy Nhất cũng đề phòng Đinh Thụ xuất Đại Chiêu Trong thân thể của hắn xuất hiện 18 đạo khí thức màu đen và hóa thành 18 con ma xà to lớn ngăn cản Đinh Thụ Oanh, pha chạm rất mạnh, hai người đều chấn động và lui về phía sau Sau đó cả hai bắt đầu phun máu Đại Chiêu vừa xuất hiện, hai người đều lâm vào tình thế công mạnh thủ yếu Cho nên bọn họ đều bị phản chấn làm bị thương Ta thua, Đinh Thụ thở dài, tất cả mọi người đều kỳ quái, không phải là ngang tay sao trong một kích vừa rồi, ta còn vận dụng một tia lĩnh ngộ hóa linh cảnh. Đinh thụ nói, khốn kiếp, ngươi cũng quá trung thực rồi, ngươi không nói toạc ra thì ai biết chứ, tất cả mọi người im lặng, tại sao có thể có người như thế. Thủy nhất cũng cười cười, nói, tốt, chờ ta đột phá hóa linh cảnh sẽ buông tay đánh một trận. Tốt, đinh thụ gật đầu, hắn rất dứt khoát nhảy ra khỏi tảng đá. Thống khoái, thống khoái, hắn nghênh ngang rời đi, còn vừa đi vừa cười to. Tên điên, Tất cả mọi người lắc đầu, nhưng Đinh Thuộc tự nhận không địch lại, còn ai đánh thắng đây? lang Hàn, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lăng Hàn nhìn, sau đó mỗi người đều nhíu mày, biểu lộ xấu hổ giống như ăn con ruồi. Học viện Tổ Vương nói trắng ra là do nhiều nhà đế tộc liên hợp xây dựng, mà Lăng Hàn ở trong mắt đế tộc chính là một cây gai, rất khó giải quyết, rất chói mắt, lại như cây đinh đâm vào tim. Cho nên, Lăng Hàn tiến vào học viện đều bị chèn ép và nhắm vào nếu không phải sau lưng của hắn còn có một vị cửu sơn thánh nhân có lẽ hắn đã sớm bị làm thịt thi thể đã bị ném vào rãnh nước bẩn hiện tại cần nhờ lăng hàn đối kháng thủy nhất nghĩ như thế nào cũng cảm thấy phiền lòng nhưng trừ lăng hàn ra còn có ai có thể đối kháng thủy nhất chẳng lẽ nhìn ra hỏa này ngồi ở cửa học viện mãi hay sao bằng không mặt mũi học viện tổ vương sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ lăng hàn người xuất chiến đi có tên thế hệ bạch ngân nói với lăng hàn nhưng cũng không phải là khẩu khí thỉnh cầu mà là lời nói đầy mệnh lệnh. Lăng Hàn làm như không nghe thấy. Lăng Hàn, việc quan hệ đến vinh nhục của học viện người không nên quá ích kỷ. Lại có một tên thế hệ bạch ngân chất vấn Lăng Hàn. Khốn kiếp, trước đó các người tới cửa khiêu chiến ta, tại sao không thấy các người nói thế? Lăng Hàn không thèm để ý, hắn dầu muối không tiến như thế, mọi người cũng không có cách nào, nhưng không thể nhìn thủy nhất phách lối như vậy được. Có đại lão học viện tìm đến Lăng Hàn, hy vọng hắn có thể xuất thủ. Ai, mấy ngày trước liên tục bị người ta khiêu chiến, thân thể của ta hiện tại rất yếu. Lăng Hàn kể khổ với đại lão kia, còn em ngươi, sắc mặt đại lão cổ quái, hắn không phải không biết những ngày qua Lăng Hàn không đánh một trận, làm sao có thể suy yếu chứ? A, à, gia hỏa này muốn nhân cơ hội dọa dẫm, tốt, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng thủy nhất, ta sẽ cho ngươi một phần tài nguyên tu luyện. Hắn cắn răng nói ra, không có biện pháp, hiện tại cũng chỉ có thể bị Lăng Hàn lừa đảo. Lăng Hàn lắc đầu, thân thể yếu ớt một phần không đủ bù, cái kia đại lão cắn cắn răng, hai phần, mười phần, lăng hàn dùng công phu sư tử ngoạp, cơ hội này khó được. Không có khả năng, đại lão từ chối, mười phần cũng chỉ tương đương với số lượng mười tháng, ta còn chưa mở lời muốn một năm đấy. Lăng hàn cười nói, thế nào, thành giao thì ta sẽ lên, không thành giao thì xem như xong. Tên đại lão nhìn chằm chằm lăng hàn, ánh mắt rất hung ác. Lăng hàn không sợ, hắn chỉ cười khanh khách muốn bảo hắn xuất thủ nhưng không có chỗ tốt, làm sao có thể? Tốt, tên đại lão đáp ứng. Điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải thắng. Yên tâm, ta thua không được." Lăng Hàn thản nhiên nói ra, hắn nhanh chân nhảy lên tảng đá. Chương 4782, Lăng Hàn xuất thủ. "Ngươi không phải không đánh với ta sao?" Thủy Nhất cười nói, Lăng Hàn xoa tay, cho đủ phí xuất tràng, ta đương nhiên không ngại xuất thủ. "Ha ha," Thủy Nhất cười to, nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu, "Nhưng mà người không thể nào là đối của ta. Ồ, Lăng Hàn nhíu mày, trong cùng dai, ta không có đối thủ. Thủy Nhất bình tĩnh nói, giống như hắn nói chuyện rất bình thường. Lăng Hàn cũng cười, đú nghi lúc ta cũng vô địch cùng dai, quét ngang tất cả. Nghe hai người này nói chuyện, các đế tử có xúc động đánh người. Các ngươi không xem ai ra gì, nói như vậy ngay chứ ếch mặt nhiều đế tử như thế, không sợ gió đau đầu lưỡi hay sao. Nhưng trên thực tế, trước đó Lăng Hàn thật sự quét ngang cùng dai, mà Thủy Nhất cũng dùng thực lực để chứng minh DH, đánh nhau cùng cấp, không người nào là đối thủ của hắn. Hiện tại là sân khấu của hai người, những kẻ tầm thường chỉ xứng đứng xem cuộc chiến mà thôi. Văn không đệ nhất, võ không đệ hai, Thủy Nhất nói, hắn vẫy tay với Lăng Hàn, nói. Giữa chúng ta chỉ có thể có một vô địch cùng dai. Đến, Lăng Hàn cười ha ha, hắn lao tới tấn công Thủy Nhất. Thủy Nhất sẽ không nhượng bộ, hắn công kích nhắm vào Lăng Hàn. Oanh, 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 Hai người không dùng hư chiêu, vừa bắt đầu đã toàn lực công kích. Chỉ sau vài chiêu, Lăng Hàn đã hiểu rõ thực lực của Thủy Nhất. Chân ngã để cửu hình đỉnh phong, hoàn toàn tương tự với Đinh Thụ. Lăng Hàn hơi hiểu rõ vì cái gì Thủy Nhất đến nơi đây khiêu chiến, bởi vì gia hỏa này cũng có ý nghĩ xung kích để thập hình, muốn thông qua đánh nhau cùng cấp với thiên tài gia tăng cảm ngộ. Hắn lắc đầu, đột phá để thập hình không chỉ cần cảm ngộ, còn cần vị diện lực, thậm chí còn không thể vận dụng khi đột phá để cửu hình điều này có ý vị gì thủy nhất cũng là bá chủ nguyên thế giới có khả năng sao trên đời này lấy đâu ra nhiều bá chủ nguyên thế giới như vậy nên chỉ có hắn cùng đinh thụ mà thôi nhưng mà thủy nhất rất mạnh khó trách hắn có thể đánh khó phân cao thấp với đinh thụ thậm chí cuối cùng chỉ hơi kém hơn đinh thụ một chút lang hàn lắc đầu nếu như hắn cũng là đệ cửu hình có thể nói thủy nhất là đối thủ tuyệt vời nhưng hắn là đệ thập hình đột phá hóa linh cảnh cho dù áp chế tu vi còn chân ngã cảnh thì đệ thập hình vẫn có chiến lược khủng bố ai có thể ngăn cản lúc này lăng hàn đã chiếm cứ thượng phong hắn áp chế thủy nhất hoàn toàn sắc mặt các đế tử đầy bi ai một phương diện bọn họ không muốn thấy thủy nhất phách lối hy vọng hắn bị đánh bại nhưng một phương diện khác bọn họ cũng không hy vọng nhìn thấy lăng hàn uy phong như thế thậm chí hy vọng nhìn thấy lăng hàn bị đánh bại vì cái gì người mạnh như thế không phải là mình chứ thủy nhất vô cùng ương ngạnh cho dù rơi vào hạ phong hắn cũng kiên trì tìm kiếm cơ hội lật bàn nhưng ở trước mặt lăng hàn hắn làm sao có thể tìm được cơ hội này. Lăng Hàn dứt khoát gọn gàng, hắn sử dụng vài trọng kích đánh bại Thủy Nhất. Đây là ưu thế nghiền ép, cho dù Thủy Nhất còn có đại chiêu chưa dùng nhưng kết quả không thể thay đổi. Ta thua, hắn thản nhiên cười một tiếng, sau đó hắn sử dụng thần thức truyền âm nói. Người tu ra đệ thập hình, cái này rất rõ ràng, có thể nghiền ép hắn cái này đệ cửu hình, cái kia chỉ có 10 hình. Lăng Hàn không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, nhếch miệng mỉm cười, liền quay người rời đi sau khi Thủy Nhất bị đánh bại, rất nhanh hoàn thành thủ tục nhập học, nhưng hắn L người của thiên điểu đế tộc đưa tới, cho dù học viện tổ vương trước đó bị đả thương mặt mũi nhưng làm thế nào có khả năng không thu hắn. Lăng Hàn được 10 phần tài nguyên tu luyện, mặc dù học viện không chào đón hắn, thế nhưng không đến mức nói không giữ lời, bởi vậy, Lăng Hàn đắc ý luyện hóa, nhưng cho dù là 10 phần tài nguyên tu luyện cũng chỉ đủ dùng trong vài tháng mà thôi. Hủy diệt linh thân đã từ từ hoàn chỉnh, không cần bao lâu sẽ đạt tới nhất biến viên mãn sau đó thì sao bây giờ lăng hàn thở dài hắn thật sự u sầu chết người khi tìm tài nguyên tu luyện nhưng mà lúc này trong học viện lại có một tin tức truyền ra có một xào huyệt viễn cổ thần thú bị phát hiện thần thú gì chân hoàng trong thần thoại cổ xưa chân long cùng chân hoàng đều là đặt song song nếu có thể phát hiện tiên dược hay bí dược gì đó trong tổ chân hoàng khi đó chắc chắn là thu hoạch nghịch thiên sau khi biết được tin tức ngay cả tiểu hùng điều cũng ngồi không yên muốn đi xào huyệt chân hoàng tìm kiếm theo nàng nói, Chu Tước và Phượng Hoàng đều thuộc hỏa hệ, mặc dù chân hoàng kém hơn Chu Tước một tia, nhưng thần thông gần nhau, vẫn có giá trị tu luyện khá lớn. Nói giống như chỉ cần nàng đi vào xào huyệt chân hoàng, chân hoàng bí pháp sẽ nâng tới trước mặt nàng. Rất nhanh, có một tin tức lộ ra, thì ra, xào huyệt chân hoàng là do thiên điểu đế tộc phát hiện, nhưng muốn đi vào xào huyệt thần thú này, khó. Theo thánh nhân tộc này suy đoán, chân hoàng đã tỏa hóa tại đây, có sát trận cấp đại đế, cho nên, muốn dựa vào thánh nhân mang theo đế binh giết vào, đây là việc không thực tế. Muốn đi vào, cần dùng lượng lớn máu tươi của thiên tài, khả năng mở ra một lỗ hồng. Thiên điều đế tộc đã thử qua, nhưng chỉ có một thiên tài đế tộc cũng chỉ mở ra lỗ thủng nhỏ, căn bản không có cách thông qua. Cũng chính vì như thế, thiên điều đế tộc mới có thể đến học viện tổ vương, thứ nhất là tuyên cáo bọn họ xuất thế một lần nữa. Thứ hai cũng là muốn học viện tổ vương phái ra lượng lớn học viên ưu tú cùng mở ra sào huyệt của chân hoàn. Các đại lão học viện thương lượng với nhau, liền quyết định phái ra học viên đi xào huyệt chân hoàng. Thế là cần lựa ra rất nhiều người. Tự nhiên, người người đều muốn đi xào huyệt chân hoàng, nhiều người đi vào như thế thu hoạch của mỗi người sẽ giảm bớt. Bởi vậy, thiên điều đế tộc chỉ cho ra 100 danh ngạch. Các đại lão an bài xong, việc này không chút ngoài ý muốn, lang Hàn cũng không có đạt được danh ngạch. Không chỉ có hắn, như đại hắc cẩu Tiểu Thanh Long đều không có danh ngạch. Hiển nhiên là cố ý, muốn nói thiên phú, Lăng Hàn hoàn toàn không thua gì thế hệ Hoàng Kim, thậm chí càng vượt qua, hắn không có tư cách có được danh ngạch, vậy còn có người nào đủ tư cách. Học viện Tổ Vương chính là nơi do đế tộc khống chế, bọn họ không nghĩ cho Lăng Hàn và người liên quan có danh ngạch, Lăng Hàn bọn họ có thể thế nào. Kháng nghị sao, ha ha, cho dù cửu sơn thánh nhân mang theo đế binh tới, bọn họ cũng hoàn toàn không cần nể tình, không giết Lăng Hàn là giới hạn thấp nhất, còn muốn thành toàn Lăng Hàn cường đại. Nói đùa cái gì, việc này làm đám người lăng hàn tức giận và bất đắc dĩ bọn họ tay nhỏ chân nhỏ làm sao có thể ép được thánh nhân tôn giả làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đúng lúc này có người tới bái phỏng lăng hàn thủy nhất nghe nói người bị nhầm vào không có đạt được danh ngạch thủy nhất đi thẳng vào vấn đề lăng hàn cười một tiếng không có biện pháp quá ưu tú tục ngữ nói cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ thủy nhất cười ha ha ta cũng là có thể cho ngươi mấy danh ngạch Ồ, oh, chương 4783, ai chào phúng ai? Lang Hàn nhìn về phía Thủy Nhất, đối phương có thể cho hắn danh ngạch, thậm chí mấy cái, Lăng Hàn không một chút nào hoài nghi, nhưng hắn là rể hiền của thiên điểu đế tộc, hơn nữa, thiên điểu đế tộc cũng có ý bồi dưỡng hắn như tổ vương tương lai, cho nên bọn họ đã chúc xuống lượng lớn tâm huyết. Cho nên, Thủy Nhất này khẳng định có chút mặt mũi. Nhưng mà vô công bất thụ lộc, Thủy Nhất Huynh có yêu cầu gì hay không? Lang Hàn cười hỏi, một cái nhân tình, thủy nhất mi ỉm cười dựng lên một cái ngón tay lăng hàn nhún vai ta muốn dẫn người hơi nhiều đây là nhân tình rất lớn thủy nhất biểu lộ không thay đổi hẳn vẫn duy trì nụ cười như trước thành giao lăng hàn đưa tay ra thủy nhất cũng đưa tay ra hai người cầm tay nhau và đạt thành giao dịch sau đó trong học viện tổ vương lựa ra học viên xuất phát lên đường đi tới thiên điều đế tộc lăng hàn ha ha dù sao không phải đế tộc chân chính có tư cách gì cạnh tranh cùng chúng ta ngoan ngoãn ở nhà đi, mặc cho người yêu nghiệt thì như thế nào, tu vi theo tiến cảnh không kịp, lại có tư cách gì đàm luận cạnh tranh đế vị. Vào lúc những đế tử đế nữ xuất phát nhìn thấy Lăng Hàn đang đứng ở cửa chính học viện, cả đám không nhịn được lên tiếng châm chọc một phen. Hiện tại người còn có thể trâu bò hay sao? Ha ha, người chỉ là dân đen nho nhỏ mà thôi, làm sao có thể sờ đô với bọn họ? Phi, Lăng Hàn đứng chắp tay, bình tĩnh thong dong nha, còn giả vờ chấn định, có đế tử cười ha ha, vẻ mặt của hắn đầy khinh bỉ hiện tại trong lòng của hắn không biết có bao nhiêu thống khổ chắc chắn rồi chỉ có thể đưa mắt nhìn chúng ta rời đi chính mình lại chỉ có thể nhìn trời thở dài đổi lại là ta ta cũng khổ tâm những người này tiếp tục trào phúng đây là cơ hội khó được một đám ngớ ngẩn đại hắc cầu đưa ngón tay giữa ra đáp lễ những đế tử đế nữ này nói đợi chút nữa bị đánh xương mặt hy vọng da mặt của các ngươi đủ dày sẽ không sưng lên đối với đại hắc cầu khiêu khích các đế tử đế nữ đều cười lạnh, bọn họ có thân phận cỡ nào, sao lại đấu võ mồm với một con chó chứ? trăm người chia mười tổ, phân biệt do có một tên tôn giả dẫn đầu xé mở hư không đi tới thiên điều đế tộc. bởi vì tôn giả tới có trước có sau, bởi vậy có bộ phận người đi đầu lên đường. chờ tới khi đi một nửa người, chỉ thấy thủy nhất và thê tử hắn tới. lang huynh, thủy nhất cười nói, thủy nhất huynh, lang hàn cũng gật đầu. a, à, tình huống như thế nào? những người còn lại đều nhìn sang không phải lăng hàn đã đánh bại thủy nhất sao vì sao hai người lại có dáng vẻ như hảo hiếu lúc này hai người thủy nhất đã đến gần đến giới thiệu một chút đây là thê tử của ta lao bồng bồng thủy nhất chỉ sang mỹ nữ bên cạnh mỹ nữ này rụt rè một ít dù sao cũng là đế tộc dáng điệu rất đủ lăng hàn cũng không có ngang ngược hắn mỉm cười với lao bồng bồng lao cô nương các ngươi tới đủ chưa thủy nhất nhìn sang đám người lăng hàn trừ lăng hàn ra còn có nữ hoàng hổ nữ, đại hắc cầu, tiểu thanh long, tiểu hồng Điểu, sắc trư và đinh thụ đã thu tiểu đệ, hắn cũng nên chăm sóc một chút. Quá nhiều, lang hàn cười nói, có thể, thủy nhất gật gật đầu, cũng không cần hỏi ý kiến của lao bồng bồng, trực tiếp đáp ứng là được. Lao bồng bồng hoàn toàn không có ý phản đối, ánh mắt nhìn về phía thủy nhất tràn đầy ái mộ và kính nể, xem ra đã bị mê hoặc hoàn toàn. Với thiên phú của thủy nhất mà nói, hắn hoàn toàn đạt tới cấp bậc thế hệ hoàng kim cấp bậc, thậm chí càng vượt qua, cho nên thiên biểu đế tộc khẳng định để ý và bồi dưỡng hắn như đế tử. Thất ra ra, có thể xuất phát, Thủy Nhất nói với một nơi, thần sắc cung kính. Lăng Hàn biết rõ, hai người bọn họ do một vị thánh nhân hộ tống tới, cho nên thất ra ra khẳng định chính là thánh nhân của Lao Gia. Quả nhiên, dứt tiếng, chỉ thấy một lão giả dâu tóc bạc trắng xuất hiện, hắn nhìn sang Lăng Hàn một hồi, lúc này mới xé mở hư không. Sau đó bàn tay lớn túm lấy đám người lăng hàn và chui vào trong hư không. Ha ha, thấy ngu chưa? Đại hắc cầu cười to, ánh mắt nhìn sang đám người đế tử đế nữ đang ngạc nhiên. Xeo, hư không đã khép kín, các đế tử kia đế nữ còn lại thật sự ngây người, đây là tình huống như thế nào? Vốn cho rằng một đoàn người lăng hàn không có khả năng đi xào huyệt chân hoàng, đại lão học viện cố ý đẻ ép, mặc kệ lăng hàn người có thiên phú yêu nghiệt thì như thế nào? Nhưng ai có thể nghĩ đến, lăng hàn có thể đáp quan hệ với thiên điểu đế tộc, trực tiếp thông qua quan hệ này đi tới thiên điểu đế tộc. Lần này, học viện làm sao ngăn cản lăng hàn có lẽ người ta chỉ mời bọn họ đi làm khách cũng không nhất định có thể tiến vào xào huyệt chân hoàng có đế tử vẫn còn ngoan cố đúng vậy dù sao đây chính là xào huyệt chân hoàng thêm một người đi vào sẽ phân mỏng một phần thu hoạch của bọn họ có người gật đầu đồng ý phần lớn người cảm thấy buồn bực đi làm khách cần chọn lúc mấu chốt như vậy sao không nên lừa mình dối người ghê tởm bọn họ vừa mới ra sức trào phúng kết quả người ta không nói câu nào đã tát vào mặt bọn họ hai chữ, buồn bực. Đoàn người Lăng Hàn không phải xuất phát đầu tiên nhưng có thánh nhân mang theo gấp rút lên đường, tốc độ của bọn họ đã vượt qua tôn giả, ba ngày sau, bọn họ đã phá vỡ hư không và đi tới một tinh thể. Tinh thể này bị đại trận bao phủ, nhìn từ bên ngoài là một phiến hư vô, hoàn toàn không tồn tại, nếu có người dám xông vào, cho dù là thánh nhân cũng sẽ bị xoắn giết. Đại đế sát trận, đây chính là tổ địa của thiên điểu đế tộc, đời đời kiếp kiếp bị đại đế sát trận bảo hộ, chỉ cần không xảy ra nội loạn, bọn họ có thể tuyên cổ vĩnh tồn. Sau khi tới, đám người lăng hàn được an bài ở lại tại đây, đợi thêm mấy ngày, các đế tử đế nữ đều tới đủ sẽ đi vào xào huyệt chân hoàng. Qua vài ngày sau, nhóm người xuất phát đầu tiên đã tới. Bọn họ cũng bị an bài ở biệt viện gần đó, một đoàn người mặt mày hớn hở giống như rất cao hứng. Ha ha, đúng là dư vị vẻ mặt của lăng hàn thời điểm đó. Không nói một câu nha, đúng thế, dân đen chính là dân đen, đến thời điểm thế này sẽ lộ ra nguyên hình, chứ khóc tan ra hắn có thể làm gì lần này sau khi mạo hiểm đi xào huyệt chân hoàng kết thúc trở về còn phải đi chào phúng hắn mới được ân đến làm cho hắn biết rõ thu hoạch của chúng ta hắn sẽ hâm mộ đến chết những người này vừa đi vừa nói rất nhanh phía trước xuất hiện một cái bóng lưng đang tựa vào đại thụ uống trà a à, tại sao bóng người này quen như thế không có khả năng chúng ta là nhóm đầu tiên đến chúng ta cũng không có người quen trong thiên điều đế tộc thật kỳ quái Ta cũng cảm thấy người này khá quen. Đi xem một chút, những người này gia tăng bước chân, bọn họ đi vượt qua và nhìn lại. Khốn kiếp, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều hóa đá. Mẹ nó, là Lăng Hàn, mươi 4784, lại đánh mặt. Làm sao có thể là Lăng Hàn? Gia hỏa này không phải đang ở học viện tổ vương hâm mộ bọn họ hay sao? Trên thế gian có người giống nhau như thế. Trong thời gian ngắn, những đế tử đế nữ này đều ngây người, hoàn toàn mất hết năng lực nói chuyện. Lăng Hàn mỉm cười, đặt chén trà xuống. Thế nào, mấy ngày không gặp đã không nhận ra. Khẩu khí không sai, nhất định là Lăng Hàn. Các đế tử đế nữ cảm giác trái tim tan võ, chỉ một câu hấp dẫn thù hận to lớn, kẻ này nhất định là Lăng Hàn. Tại sao ngươi ở nơi này? Quan hạ hỏi, đây cũng là hiếu kỳ của những người khác, tất cả đều đặt ánh mắt lên người Lăng Hàn. A, à, nhờ cậy người thiên điểu đế tộc một chút, bọn họ cũng dẫn ta tới đây. Lăng Hàn nói chuyện rất tùy ý. Phi, đây chính là danh ngạch tiến vào sao huyệt chân hoàng, danh ngạch chân quý cỡ nào, tại sao có thể được người nhờ cậy thì có thể hiến cho người chứ? Người xem, học viện Tổ vương cũng chỉ có 100 danh ngạch, hơn nữa bởi vì mở sao huyệt chân hoàng cần rất nhiều máu của thiên tài, nếu không, thiên điều đế tộc khẳng định sẽ tiêu hóa một mình, sẽ chắp tay lấy ra cơ duyên như vậy. Nhưng mấu chốt là, Lăng Hàn thật sự ngồi ở nơi này, hơn nữa còn tới trước bọn họ, khẳng định là được thánh nhân mang tới, tính một chút, người như vậy khẳng định là thánh nhân của thiên điều đế tộc a à, 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 bọn họ phát điên sắc mặt những đế tử đế nữ này rất xấu hổ bọn họ vốn cho rằng lần này có thể bỏ lăng hàn lại phía sau thiên phú của người yêu nghiệt thì thế nào cảnh giới thấp sẽ bị bọn họ dẫm vào mặt nhưng còn bây giờ thì sao lăng hàn đến rồi trước đó chào phúng đắc ý hiện tại xem như đang châm chọc và tát vào mặt bọn họ lăng hàn ngươi quá ghê tởm khổng vô dạng phẫn nộ quát trước đó hắn bị lăng hàn đánh tơi bời đến bây giờ hắn không thể ngẩng đầu lên được hiện tại lại bị lăng hàn tát vào mặt hắn không thể nhịn được người có thể tới nơi này nhưng lại giấu giếm không nói xem chúng ta như trò cười quá vô sỉ lăng hàn kinh ngạc đây là lý do trách mắng hắn sao a à, ta không lấy danh ngạch sẽ bị các người chế giễu, lấy được danh ngạch thì các người dùng nó làm lý do trách mắng ta quá buồn cười mà người muốn ăn đòn sao lăng hàn thản nhiên nói một câu đối với loại người không rõ đạo lý này hắn cần phải dùng đức phục người khổng vô dạng im lặng nói đến vũ lực hắn thật sự không thể sánh bằng Lăng Hàn. Lăng Hàn, người rất phách lối mà, lại có một tên đế tử nói, hắn là thế hệ bạch ngân đến từ yêu lang đế tộc, tên là Đế La, hắn là cao thủ trong top 10 của hóa linh cảnh, có lẽ đã đạt tới hóa linh lục biến trở lên. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, có thực lực, phách lối một chút thì như thế nào? Muốn chết, Đế La uy nghiêm đáng sợ nói, ta muốn giết ngươi, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 chiêu. Hắn không phải đang nói khoác, mà là hắn đã biết rõ thực lực của Lăng Hàn, cho nên hắn mới có nắm chắc như thế. Đến đây, Lăng Hàn ngoắc ngón tay, nói, trong vòng 10 chiêu, nếu ngươi có thể đụng vào góc áo của ta thì ngươi thắng. Oanh, đế la tiến lên trước một bước, khí tức đáng sợ sôi trào, cho dù là đế tử đế nữ chung quanh cũng cảm giác ra đầu tê dại. Quá mạnh, đế huynh, nên động thủ giáo huấn kẻ này. Hừ, dù sao ở trong học viện chỉ trốn tránh mà không chiến, đến nơi này, người còn có nơi nào trốn tránh hay sao? đánh hắn mấy tên đế tử không ngừng kêu gào tự nhiên là đám người từng bị lăng hàn tự tay giáo huấn qua ví dụ như khổng vô dạng quan hạ từ hữu khuyết phía sau đế la xuất hiện hư ảnh ngân lang bỗng nhiên hư ảnh ngửa mặt lên trời chu lên nhưng không phát ra tiếng động nào đây là thần thức nó tràn vào trong thức hải của mọi người dù công kích này nhằm vào lăng hàn người bên ngoài chỉ chịu một ít ảnh hưởng lan tới nhưng bọn họ vẫn có cảm giác linh hồn bị hút đi đây là thần thông của yêu lang đế tộc tên là yêu lang vệ hồn, chuyên phá thức hải, đáng sợ không gì sánh được. Oanh, thức hải của lăng hàn rung động mạnh, hủy diệt linh thân bộc phát huy áp trí cao vô thượng, nhẹ nhóm hóa giải công kích của yêu lang vệ hồn. Nhận mà không trả lễ thì không hay, Lang hàn muốn phát động sát khí xung kích, nói đến linh hồn công kích thuật, hắn cũng không phải không có. Chờ chút, đế tử đều có bảo khí bảo hộ linh hồn do đại đế lưu lại, sát khí xung kích không có hiệu quả, hắn đã sớm kiểm tra từ lâu. A, à, kèn lệnh, Lăng Hàn hơi suy nghĩ, kèn lệnh này có hiệu quả kinh người với lang tộc, không biết có tác dụng với đế la hay không. Chết, đế la thấy yêu lang phệ hồn vô hiệu, hắn lập tức phát động công kích. Oanh, 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 hắn ít nhất đã là hóa linh lục biến, lại là thế hệ bạch ngân, chiến lực của hắn hoàn toàn vượt xa Lăng Hàn. Một kích này xuất hiện một con hung lang màu trắng do quy tắc hóa thành, năng lượng tầng thứ cao sôi trào, lực sát thương đáng sợ không gì sánh được. Cho dù là Lăng Hàn cũng không dám bị đánh trúng, chiến lực chênh lệch quá xa, nếu hắn bị đánh chúng thì không chết cũng trọng thương thân thể hắn vội vàng rút lui vẫy tay địa long va chạm với hung lang bành hung lang đáng sợ chỉ một cái va chạm đã đánh vỡ địa long nó lại tiếp tục tấn công lăng hàn còn tốt có như giảm sóc một lúc từ đó cũng đủ giúp lang hàn kéo dài khoảng cách nhưng đế la xuất thủ liên tục ngân lang càng ngày càng nhiều mỗi một hư ảnh đều mang theo sát thương to lớn lang hàn có rất ít không gian tránh né tốt nên diệt diệt nhuệ khí của tiểu tử này hắn thật sự cho rằng có thể một tay che trời hay sao? Thiên hạ này vẫn thuộc về đế tộc chúng ta, các đế tử đế nữ đều cho động viên đế la, mặc dù chiến đấu còn chưa kết thúc nhưng kết quả đã sáng tỏ. Lăng Hàn khẳng định bại, khác biệt chỉ là bại lúc nào. Đúng như thế sao, Lăng Hàn sử dụng kèn lệnh, mượn nhờ địa long che chắn hắn lặng lẽ thổi một hơi. Ba động im lặng xuất hiện, đế la dừng công kích. Tình huống như thế nào, các đế tử đế nữ đều cảm thấy kỳ quái, chỉ cần thừa thắng truy kích lăng hàn sẽ thua trong vài chiêu tại sao đế la lại lãng phí cơ hội tốt như vậy không đợi mọi người đặt câu hỏi bọn họ thấy rõ ràng đột nhiên đế la nằm úp xuống mặt đất và rên rỉ sau đó là âm thanh quần áo vỡ tan a à, bọn họ trợn mắt hốc mồm chỉ thấy quần áo trên người đế la đã căng nứt và lộ ra da lông vị thế hệ bạch ngân này lại hóa thành nguyên hình trước mặt mọi người cái này yêu lang đế tộc lại yêu tộc lang tộc đây là việc ai cũng biết cho nên đế là có thể hóa thành hình sói cũng không kỳ quái. Vấn đề là, người bây giờ hóa thành hình sói làm gì? Việc này làm mọi người khó hiểu, đế là hóa thành lang tộc thì lắc lắc cái đuôi đầy vui sướng, hắn không ngừng bước về phía lang hàn, dùng đầu cọ vào bàn chân lang hàn. Người nhà thật sự là đế tử sao? Hắn thật sự là lang tộc sao? Đây rõ ràng là con chó đòi niềm vui từ chủ nhân. Trong thời gian ngắn, tất cả mọi người đều ngây người. mươi 4785, Đế tử như chó Kỳ thật, Lăng Hàn cũng chỉ ôm lấy tâm tính thử một chút, dù sao đế tử đế nữ đều có bảo vật bảo vệ linh hồn. Kèn lệnh đại đế lại có hiệu quả vượt qua lang tộc, cho nên, lang Hàn lấy ra thử một lần. Hắn cũng không có tận lực nhằm vào đế la, nhưng trên thực tế, những người khác không có chịu ảnh hưởng, từng ngửa mặt lên trời chu lên không lại làm đế la không bị khống chế hóa thành hình sói, hơn nữa còn xem hắn như là chủ nhân. T. Kèn lệnh này thật sự nhằm vào lang tộc, rốt cuộc là ai chế tác? Cầu nhân Lang tộc, thứ nhất cần đại đế, nếu không cũng không có khả năng lấy tới xương đại đế và luyện luyện hóa. Có đại đế nào làm nhàm chán chuyện như vậy, đối với Lang tộc bất mãn, trực tiếp xóa đi là được. Chẳng lẽ, vị đại đế này có thú vui khác người, chính là muốn Lang tộc vĩnh viễn làm nô cho mình. Chờ chút, cái gì đó không đúng, ngươi xem, đế tộc khác có thủ đoạn chống cự kèn lệnh đại đế, hết lần này tới lần khác chỉ có đế la không được, chẳng lẽ đây là thủ đoạn của Lang hoàng? Chỉ có Lang hoàng tự mình xuất thủ có khả năng lách qua thủ đoạn đại đế, bởi vì bảo vật trên người đế la là do hắn chế tác, đương nhiên có thể tùy tiện làm cho vô hiệu. Hẳn là như thế, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có đế la không ngừng le lưỡi và lắc lắc cái đuôi, đừng quá mức nhu thuận. Lăng hàn nhoẻn miệng cười, hắn nhìn sang đám người khổng vô dạng, sau đó dùng tay chỉ. Cắn cho ta, ngao, đế la lập tức nhào ra ngoài. Vào thời khắc này, hắn giống như con sói không còn linh trí, hóa thành một con hung thú nhưng khác với hung thú chính là hắn sẽ nghe theo hiệu lệnh của Lăng Hàn. Lập tức, gà bay chó chạy, thực lực đế là vô cùng cường hãn, nhưng hắn đứng trong top 10 của hóa linh cảnh, hắn xuất thủ, một người đã đủ chân áp đám người khổng vô dạng liên thủ. Ồ, lúc này, nhóm đế tử đế nữ thứ hai đến, bọn họ kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh này. Đế la lại hóa thành yêu thú và sau đó truy sát đám người khổng vô dạng. Có thủ oán gì sao? Lại nói, thực lực ngươi hoàn toàn chiếm ưu thế, hóa thành nguyên hình yêu tộc là có ý gì? Tình huống có chút không đúng, đế nữ yến phi giao của vấn thiên đế tộc nói, thân thể lao tới ngăn cản đế la. Đế la hiện tại đã không còn bị lý trí của hắn khống chế, hoàn toàn bị bản năng thôi động, hắn chỉ phục tùng mệnh lệnh của lăng hàn, nhìn thấy có người ngăn cản hắn hoàn thành mệnh lệnh, tự nhiên không khách khí xuất thủ tấn công. Oanh, 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 hai người đại chiến, yến phi giao cũng rất cường đại, nàng cũng là tồn tại trước 10 trong hóa linh cảnh, chiến lực cũng không kém hơn đế la, nhưng bây giờ một kẻ bị điên hoàn toàn không để ý khả năng chính mình bị thương hay tàn phế, từng chiêu đều là chí mạng, cho nên Yến Phi Giao gặp áp lực như núi. Lý trí của nàng sẽ cho nàng liều mạng với đế la hay sao? Bởi vậy, nàng tự nhiên rơi vào hạ phong. Còn tốt, người đợt thứ ba xuất hiện, lần này có một tên cường giả đã bước vào tiểu thừa cảnh giáo chủ, hắn xuất thủ trực tiếp chân áp đế la. Sau khi hỏi rõ tình huống, hai nhóm sau đều nhìn về phía lăng hàn. Gia hỏa này đã làm chuyện không thể tưởng tượng, hiện tại hắn có thể làm cho đế la mất đi lý trí trực tiếp biến thành hình thái lang yêu cái quỷ gì thế này đế tử đều có bảo khí do đại đế tự tay luyện chế có thể thủ hộ linh hồn cho dù là thánh nhân cũng không được trái phải cho nên đế la đột nhiên mất lý trí là chuyện quỷ dị không gì sánh bằng lăng hàn người vận dụng thủ đoạn hèn hạ gì đế tử cấp giáo chủ quát hỏi lăng hàn thần sắc cực kỳ cao ngạo đây là tự nhiên nhưng hắn là thế hệ hoàng kim hơn nữa sau khi bước vào tiểu thừa cảnh hắn cũng có thể xưng là đại năng cấp giáo chủ hắn là đế tử quỳ lang hàn đã gặp qua hắn trong chân long uyên lúc ấy người này còn muốn giết chính mình không nghĩ tới bây giờ lại vào trong sào huyệt chân hoàng hai người lại gặp được đây cũng là duyên phận sao lang hàn cười nhạt một tiếng đừng dùng kiến thức ếch ngồi đáy giếng của ngươi suy đoán bản lĩnh của ta t hắn nói thế chính là khiêu khích đế tử quỳ uy nghiêm đáng sợ hắn không nói hai lời và trực tiếp xuất thủ oanh hắn quá cường đại giáo chủ đấy tay phải vươn ra ngoài như ma vân phô thiên cái địa, chỉ ít hắn có thể công kích tất cả mọi thứ trong phạm vi trăm dặm. Nhưng mà, Lăng Hàn cũng không phải hóa linh cảnh bình thường. Phát động tinh bộ, xèo, hắn đã biến mất trong nháy mắt. Đế tử quỳ cao mày, thật là đáng chết, tinh bộ quá trâu bò, thậm chí có thể chạy trốn trước mặt tôn giả, hắn chỉ là giáo chủ, cho nên hắn không thể bắt được Lăng Hàn. Một hóa linh cảnh nho nhỏ có khó giết như vậy sao? Lúc này, đế la cũng khôi phục lại, hắn không dám hóa thành hình người bởi vì quần áo của hắn đã căng nát khi vừa biến thân hiện tại nếu hóa thành hình người khi đó hắn sẽ khỏa thân ách dứt khoát giả hồ đồ đi đế la nằm trên đất không nhúc nhích trong nội tâm lại đầy sát ý hắn bị xấu mặt trước mắt bao nhiêu người hắn tràn ngập hận ý với lăng hàn nhưng vừa nghĩ tới bóng dáng kia trong nội tâm hắn sinh ra kính nể tại sao có thể như vậy được thực lực của hắn rõ ràng hơn xa lăng hàn tại sao phải kính nể nhân tộc sau vài lần tinh bộ Lăng Hàn đã quay về phòng, hắn không đặt việc giao thủ với đế la vào trong lòng. Mấy ngày sau, tất cả mọi người đến đông đủ, tốt rồi, có thể đi xào huyệt chân hoàng. Thánh nhân của thiên điểu đế tộc xuất động mang theo mọi người đi vào tinh không, không qua bao lâu, bọn họ đứng trước một phiến hư không vô định. Nơi này chính là xào huyệt chân hoàng, chỉ thấy tên thánh nhân kia xuất ra đế binh, sau khi giác tỉnh đã tỏa ra đế uy đáng sợ, làm cho thật nhiều người cảm thấy thân thể run rẩy. Bởi vì người nơi này đều là đế tử đế nữ, nếu không cũng không phải run lẩy bẩy Mà là trực tiếp quỳ xuống Ông, lúc này, hư không phía trước xuất hiện ánh sáng Sau đó lại nhìn thấy một tổ chim to lớn xuất hiện Cái này thực sự là một tòa tổ chim Chỉ là phóng đại vô số lần Thậm chí so phần lớn tinh thể còn muốn cực lớn Nó là tổ chim màu đỏ thấm Ánh sáng lưu chuyển giống như thiêu đốt Có một loại uy nghiêm khó hiểu Đây chính là sao huyệt chân hoàng Máu, thánh nhân của thiên điều đế tộc nói Tất cả mọi người đã sớm chuẩn bị bọn họ cùng rạch cổ tay và bức máu tươi bay ra ngoài. Thánh nhân thiên điểu đế tộc thu thập đám máu tươi này lại, sau đó lại ấn về phía trước. Oanh, ánh sáng đỏ rung động, một cái thông đạo xuất hiện. Mở ra, chân hoàng bí thuật, tất cả mọi người đều chờ mong. Trong truyền thuyết, bí thuật cường đại nhất của chân hoàng là phượng dực thiên tường, đây là một loại thân pháp, lúc trước chân hoàng du lịch. Một đường đi qua sẽ có quang diễm vô thượng chiếu sáng tinh không gần đó. Không chỉ như vậy, Phượng Dực Thiên Tường còn mang theo tính công kích cường đại, dẫn động diệt thế chân diễm đáng sợ không gì sánh được. Nhất định phải đạt được, từng đế tử đế nữ đều hưng phấn nói thầm trong lòng. chương 4786 Tổ chân Hoàng Đi thôi, thánh nhân thiên điều đế tộc nói ra, hắn muốn đi vào thông đạo. Hắn chỉ đi một bước thì dừng lại, không phải hắn lâm thời đổi chủ ý, mà là bị một lực lượng vô hình cản lại. Hắn có cảm giác, nếu cậy mạnh đi vào thì hắn sẽ bị xé nát. Đế binh sống lại cũng chỉ có thể bảo vệ hắn an toàn, nhưng vấn đề là, Thánh nhân cũng không có biện pháp duy trì đế binh bảo trì thức tỉnh liên tục, cho nên hắn tuyệt đối không thể cậy mạnh. Đây cũng là đại đế sát trận, mặc dù cơ bản chỉ có thể làm trạng thái tĩnh phòng ngự, nhưng một khi xâm nhập vào trong đó còn đáng sợ hơn đối mắt với đế binh gấp mấy trăm lần. Thánh nhân vào không được, tôn giả thử một lần, sắc mặt của bọn họ thay đổi. Phải, tôn giả cũng không được, giáo chủ thì sao? Vẫn không được, thẳng đến hóa linh cảnh mới không có nhận đại đế sát trận ảnh hưởng, có thể bình yên thông qua hóa linh cảnh có thể chân ngã cảnh có thể cảnh giới thấp hơn đều có thể nói cách khác đại đế sát trận chỉ hạn chế hạn mức tu vi cao nhất chứ không yêu cầu thấp nhất lăng hàn hoàn toàn yên tâm không có cường giả giáo chủ cạnh tranh cùng với hắn cho dù là thất biến và bát biến xuất hiện hắn không địch lại cũng có thể nhẹ nhõm thoát thân cũng không phải nhất định phải dựa dẫm vào tinh bộ có thể tưởng tượng trong xào huyệt chân hoàng này địa mạch không tồn tại mọi người nhao nhao tiến vào những thế hệ hoàng kim bước vào giáo chủ đều giật mình, sắc mặt rất khó coi. Cơ duyên to lớn như thế, bọn họ chỉ có thể nhìn mà bỏ lỡ. Đừng nói các đế tử đế nữ không có khả năng chia sẻ thu hoạch với bọn họ, cho dù là bản tộc, ha ha, ai không muốn thành đế, sẽ lấy ra chia sẻ sao. Cho nên, bọn họ chỉ có thể bỏ lỡ cơ duyên này. Hừ, những thế hệ hoàng kim đều phất tay áo và quy a à người rời đi. Thua lỗ tinh huyết vô ích lại chỉ vì làm áo cưới cho người khác, đáng giận. Lăng Hàn đi đầu tiên, đinh thụ lại bọc phía sau, một đoàn người đi thật lâu, đột nhiên cảm thấy có hấp lực tác dụng cường đại vô tận, cho dù là Lăng Hàn cũng vô lực kháng cự, bọn họ chỉ có thể bị hấp lực hút đi. Lập tức, thân thể bọn họ ra tốc và sinh ra biến hóa to lớn, ngôi sao, mặt trời như đang vượt qua người bọn họ. Ôi, bọn họ đột nhiên rung động và bị đẩy ra ngoài, đây là nơi nào, bọn họ nhìn chung quanh, chỉ thấy nơi này là một khu rừng rậm nguyên thủy, khắp nơi sinh trưởng cây cối cực lớn, những cây cối này rất kỳ quái, thân cây là màu đỏ thắm, lá cây mọc ra như hỏa diễm, rõ ràng không có gió nhưng mỗi lá cây lại đang lay động. Bọn họ tiếp cận và quan sát, cây này thật sự có lá cây bằng hỏa diễm, nhưng quỷ dị chính là, mặc dù lá cây là hỏa diễm thiêu đốt nhưng cành cây lại không bị ảnh hưởng. Dầm dầm, đúng lúc này, chỉ thấy hỏa diễm vô tận đột nhiên thoát ra khỏi lá cây và bay lên bầu trời. Không, đây không phải hỏa diễm, mà là hỏa điều. Những con chim này do hỏa diễm tạo thành, chấn động hai cánh và phát ra tiếng vang kỳ quái, sau đó lại tấn công đám người lăng hàn. Mọi người vội vàng đánh trả, nhưng vừa mới tiếp xúc thì bọn họ lại cảm thấy áp lực cực lớn. Những hỏa điều này cũng không khó giết, nhưng còn đáng sợ hơn thế, sau khi bọn chúng bị giết đều tự bạo, năng lượng kinh khủng sôi trào, tùy tiện có thể làm một tên hóa linh cảnh trọng thương. Một hai con thì tốt, mấu chốt là nơi này có quá nhiều hỏa điều, chúng nổ tung thành đan cho nên rất kinh khủng. Đừng nói lăng hàn, cho dù là cao thủ hóa linh lục biến, thất biến như đế là cũng không gánh nổi, chỉ có thể quay người bỏ chạy. Nhưng mà con đường quay về lại biến mất, bọn họ là bị hấp thụ vào bên trong, thứ hai, cho dù có đường thì bọn họ cũng không rời đi, a à, vừa mới tiến vào đã bị đánh chạy, còn muốn chân hoàng bí thuật. Bởi vậy, tất cả mọi người phân tán ra né tránh, lúc này bản thân mình mới là trọng yếu nhất, nào có thời gian đi để ý người khác. Lăng hàn che chở đám người nữ hoàng rút lui, đinh thụ là trợ thủ đắc lực của hắn, sắc chưa miễn cưỡng không có cản trở, những người khác bởi vì đại hắc cẩu và tiểu thanh long còn chưa bước vào hóa linh cảnh, cho nên không dám ra tay, nếu không, hỏa điều nổ tung, bọn họ không khác gì tự tìm đường chết. Một đoàn người vừa đánh vừa lui, cũng rời xa khu vực rừng rậm và tiến thẳng tới một con sông, những hỏa điều kia mới không còn truy kích, chúng quay người trở về. Mọi người kiểm tra một chút, mỗi người đều mang thương thế. Lăng Hàn cùng Đinh Thụ là chủ lực, tự nhiên đứng mũi chịu sao, mà nữ hoàng đại hắc cẩu bởi vì cảnh giới quá thấp, bọn họ bị hỏa điều nổ tung tác động bọn họ đều thương cân động cốt bọn họ đạt được thời gian thở dốc cho nên vội vàng dừng lại tiến hành chỉnh đốn còn tốt chính là tất cả mọi người đều tu luyện thiên long đế quyết đây là thể thuật cho nên có hiệu quả chữa thương kinh người chỉ cần không có thương tới căn bản thì có thể khôi phục rất nhanh lang hàn chỉnh đốn xong đầu tiên hắn đứng lên và thăm dò hoàn cảnh xung quanh rất nhanh sự chú ý của hắn đặt lên con sông kia trước đó không có thời gian chú ý hiện tại vừa nhìn Lăng Hàn nhe răng cười, bởi vì đây không phải sông, mà là một dòng sông dung nham đang lao nhanh. Hắn đi gần một chút, chỉ thấy trong dung nham có phủ văn đang chảy qua, đó là năng lượng hỏa diễm tầng thứ cao đang thiêu đốt, nếu như bị đốt sẽ không có quả ngon để ăn. Nghe nói, chân hoàng tỏa hóa trong tổ chân hoàng, cho nên, những rừng rậm đầy hỏa diễm, dòng sông dung nham có phải là đạo tắc của chân hoàng sau khi chết biến thành hay không? Đây là đại đế, uy lực lớn có thể hiểu. A, à, Lăng Hàn nhìn chung quanh, Hắn nhìn thấy một ngọn núi nhỏ chìm nổi trong dung nham. Đây là núi gì, tại sao không bị dung nham nung chảy? Lăng Hàn rất hiếu kỳ, đây cũng không phải là dung nham bình thường, mà là năng lượng tầng thứ cao áp xúc, tùy tiện một nhúm nhỏ cũng có thể đốt cháy tiên kim. Bảo vật sao? Hắn nghịch sông mà đi, hắn đi về hướng ngọn núi nhỏ. Một đi xuôi dòng sông và một nghịch dòng sông mà đi, tự nhiên đi nghịch sẽ nhanh hơn. Cách rất gần, Lăng Hàn đã nhìn thấy rõ ràng, ngọn núi nhỏ này có quy tắc hình tròn nhưng cũng không phải là tròn vo, nó tỏa ra khí thức cổ xưa. Nhưng mà điểm kỳ dị nằm ở đâu? Lăng Hàn phát động nhãn thuật, hắn muốn xem xét cẩn thận, nhưng hỏa diễm sôi trào đã làm đôi mắt của Lăng Hàn bị mờ nên không nhìn thấy rõ ràng. Xoạt, đúng lúc này, đột nhiên dòng sông dung nham sôi trào, từng dòng dung nham đỏ thẫm bay ra và lao về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn lui, xoẹt, dung nham rơi vào bờ và đốt cháy hừng hực. Oanh, tiếng gầm to lớn vang lên, chỉ thấy ngọn núi nhỏ kia lao tới, sau đó một cây cột lớn đang đập về phía Lăng Hàn. Đây không phải cây cột, lần này Lăng Hàn nhìn thấy rõ ràng, trên dòng sông không phải hòn đảo, mà là một con hỏa quy. Hiện tại chính là lúc hỏa quy xuất thủ, một chân đạp xuống, trên làn da còn có hoa văn đỏ thấm xuất hiện. Oanh, chương 4787, bầy ong, Lăng Hàn vội vàng thối lui, con hỏa quy này là hóa linh đỉnh phong, chỉ ít cũng có cấp bậc lục biến hoặc thất biến, hắn đi trọi cứng thì hắn không thể sống tốt được. Oanh, hỏa quy nâng chân lên, mặt đất chấn động và rung động cực mạnh. Sau khi nhìn thấy một kích không trúng, hỏa quy xông ra khỏi dung nham và truy sát Lăng Hàn. Ha ha, người còn chưa chịu thôi. Lăng Hàn khẽ cười một tiếng, hắn phát động sát khí xung kích. Ông, động tác của hỏa quy lập tức dừng lại. Cho dù ngươi là hóa linh lục biến thất biến thì như thế nào, chỉ cần không có diệu pháp và pháp bảo chống cự tinh thần công kích, tất cả đều trúng chiêu. Lăng Hàn nhân cơ hội này chém thiên đao ra ngoài, năng lượng tầng thứ cao rét lạnh bao phủ, vừa vặn có thuộc tính trái ngược với hỏa quy. Phốc, một thiên đao chém chúng, thân thể hỏa quy không ngừng lắc lư và thể hiện lực phòng ngự kinh người. Dua, từ trước đến nay đều nổi danh phòng ngự kinh khủng, quả nhiên không sai. Bên khác, hỏa quy cũng thoát ra khỏi trạng thái xe át khí xung kích, nó nâng một chân đạp xuống. Lăng Hàn vẫn không liều mạng, lần này hắn vận dụng huyến cảnh hắc mang, động tác của hỏa quy dừng lại. Mặc dù cảnh giới của hỏa quy cao hơn Lăng Hàn, đáng tiếc tinh thần lực lại không mạnh hơn chút nào, bằng không thì cho dù nó trúng chiêu, thời gian kéo dài cũng chưa chắc quá lâu. Trời cao là công bằng, ban cho quy tộc giáp sắc cứng cỏi không gì sánh được, nhưng linh hồn lại là nhược điểm của chúng. Nương theo hai loại tinh thần bí pháp, Lăng Hàn đại chiến với hỏa quy không rơi vào thế hạ phong, nhưng hỏa quy phòng ngự cường đại cho nên Lăng Hàn không thể tổn thương tới nó. Chiến đấu vô vị như vậy, Lăng Hàn xoay người bỏ chạy. Hỏa quy chỉ truy kích một hồi thì ngừng lại, nó quay người mà đi, lại tiến vào dòng sông Dung Nham lăng hàn đi tới chỗ đám người nữ hoàng lúc này mọi người đã khôi phục được bảy tám phần lên đường đi đi đâu đi ngược dòng sông dung nham này xem chân hoàng thuộc hỏa hệ cho nên phần cuối sông dung nham có khả năng có quan hệ với chân hoàng thậm chí có thể bởi vì chân hoàng mà sinh bọn họ không có đi quá gần trên dòng sông dung nham có khả năng có hỏa quy khác loại hung thú này da dày thịt thô thật sự khó đối phó còn chưa đi được bao xa bọn họ đã cảm giác được hơi nóng đập vào mặt có thể thấy rõ ràng, trong không khí có tia lửa bay tứ tung, khó trách nhiệt độ bắt đầu tăng vọt. Mọi người vội vàng vận dụng bí lực hộ thuẫn, một là chống cự nhiệt độ cao, hai là tia lửa vô cùng đáng sợ, chúng có thể tạo thành uy hiếp với bọn họ. Mà cho dù có bí lực hộ thuẫn chống cự nhưng khi bị tia lửa đập vào, chỉ thấy bí lực hộ thuẫn xuất hiện vết dạn và vỡ vụn. Bọn họ không thể không giảm tốc độ, từ đó giảm cường độ tia lửa va chạm. Quá nóng, lăng hàn, đinh thụ, sắc chưa còn tốt, nhưng đám người nữ hoàng đã đổ mồ hôi nơi này có hạn mức cao nhất là võ giả hóa linh cảnh tiến vào là có đạo lý cấp bậc chân ngã chú đỉnh có thể tiến vào nhưng gặp phải nhiệt độ cao như thế lại có mấy người chống cự được chỉ có tiểu hồng biểu như cá gặp nước nàng trời sinh thích hỏa chẳng những không có cảm giác khó chịu ngược lại còn cảm thấy rất dễ chịu bọn họ tiếp tục đi tới chỉ cần có thể gánh vác được đều không ngại khiêu chiến cực hạn của mình việc này có thể trợ giúp tu hành võ đạo lại qua vài ngày sau bọn họ còn chưa đi tới cuối dòng sông Dung Nham, chỉ thấy phía bên phải xuất hiện cánh đồng hoa lớn, cánh hoa đỏ rực. Đó là hoa lửa sao, mọi người nhìn sang, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Loại thực vật này chỉ cao tới đầu rối, dễ cây như huyết ngọc, chúng không có lá, chỉ có đóa hoa trên đỉnh đỏ tươi như lửa, hơn nữa còn có hỏa diễm đang phập phồng. Sau khi tới gần một chút, mọi người có cảm giác sóng lửa ập tới và đánh tan bí lực hộ thuẫn. Đi, đi xem một chút, Đinh Thụ nói với Lăng Hàn. Lăng Hàn gật đầu, sau đó nhìn về phía Sắc Trư. Cùng đi không, ngô, Sắc Trư liền vội vàng lắc đầu, loại chuyện này nên ít gọi nó, nếu chỉ đi sống phóng túng, vậy thì nó sẽ vui vẻ đáp ứng. Nhưng mà Tiểu Hồng điều lại vỗ cánh bay đi, cũng đáp xuống đầu vai của Lăng Hàn. Uy, người đứng trên vai của chủ nhân, như vậy thích hợp sao? Lăng Hàn quay đầu nói, Tiểu Hồng điều cao ngạo bĩu môi, nó không có trả lời. Hai người tiến lên không nhanh, bởi vì càng gần cánh đồng hoa kia sóng lửa càng kinh người, từ đó làm cho bọn họ có kiêng kỵ nên không dám chạy quá nhanh. Tiểu hồng điều lại không sợ, nó vỗ cánh và bay vào trong cánh đồng. Đó là bởi vì huyết mạch châu bò, trời sinh thân cận hỏa diễm, việc này không có quan hệ gì với tu vi. Ông, trên cánh đồng hoa xuất hiện đạo tắc đỏ rực. Đây là hỏa diễm quy tắc, hơn nữa đều là quy tắc cực cao, lang hàn và đinh thụ đều líu lưỡi, nếu bọn họ tiếp xúc với đám hoa này, có lẽ bọn họ sẽ bị thiêu chết ngay lập tức bọn họ đi vòng quanh cánh đồng hoa bọn họ muốn xem có gì khác thường hay không nhưng bởi vì không thể tới gần càng không thể xâm nhập cho nên bọn họ không phát hiện cái gì đi thôi hai người đồng thời nói xem ra không nhìn thấy cái gì bọn họ quay người vào lúc định quay về đã thấy tiểu hồng điểu từ xa bay về sau đó nó lảo đảo như đang bỏ chạy khỏi chết và tiến về phía bọn họ sau đó bọn họ nhìn thấy có vô số thứ màu đỏ tươi đuổi theo sau lưng tiểu hồng điểu cứu mạng Tiểu hồng điểu vừa bay vừa kêu lên, lang hàn tập trung quan sát, hắn nhìn thấy những thứ kia là bầy ong, chúng có màu đỏ thấm, số lượng nhiều vô cùng vô tận, hơn nữa còn có rất nhiều đang bay ra từ cánh đồng hoa. Bầy ong đang khai thác mật, kết quả bị tiểu hồng điểu kinh động. Chạy, lang hàn không nói hai lời, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Đinh Thụ cũng không có cậy mạch, hắn cũng có chân chạy như bay. Đám ong này đều có cấp bậc hóa linh, cho dù lăng hàn cùng đinh thụ đều là yêu nghiệt, nhưng dù sao bọn họ chỉ vừa vào hóa linh cảnh. Thứ hai, bọn họ không muốn đối kháng, bọn họ nhiều lắm chỉ có thể dùng một địch ngàn. Số lượng bầy ong thì sao? Hiện tại vừa nhìn thấy đã nhiều tới mấy vạn, huống chi còn không phải tất cả bầy ong đều lao ra. Ngăn cản, ngăn cản như thế nào? Lăng Hàn cùng Đinh Thụ đều không có chạy về hướng đám nữ hoàng, nếu dẫn bầy ong đi tới nơi nào, nơi đó sẽ tạo thành tai họa to lớn. Tiểu Hồng Điều, ngươi làm cái gì? Lăng Hàn vừa chạy vừa nói. Người đi đào mộ tổ của bầy ong hả, nếu không tại sao dẫn bầy ong xuất hiện? Không có, người ta chỉ bay qua xem, ai biết đám yêu ong không phân sai trái đã công kích ta. Tiểu hồng điều ủy khuất nói, nàng cũng rất buồn bực. Bọn họ phi nước đại, bầy ong cũng không vì khoảng cách xa mà bỏ qua truy kích, chúng vẫn đuổi theo không bỏ. Ngoá, đinh thụ nổi giận, hắn quay đầu lại vận dụng sát khí xung kích. Lúc này đám ong đuổi theo phía trước đều rơi xuống, cũng không dùng được, yêu ong phía sau đuổi kịp, tiếng vù vù vang lên không dứt. Chương 4788, trộm mật, hóa chim chết, người tạo nghiệt gì? Đinh Thục tức giận quát lớn, Tiểu Hồng Điểu im lặng, nàng thực sự không có làm cái gì. Lăng Hàn nắm lấy Tiểu Hồng Điểu, sau đó dùng lực hất lên, ta ném. Xeo, Tiểu Hồng Điểu bay sang một hướng khác, hiệu quả hết sức rõ ràng, bảy ong lập tức điều chỉnh phương hướng đuổi theo Tiểu Hồng Điểu, căn bản không có con nào có con nào có ý truy kích Lăng Hàn cùng Đinh Thụ Quả nhiên, Lăng Hàn lập tức đuổi kịp Tiểu Hồng Điểu, hắn dùng tay bắt lấy nàng. Tiểu Hồng Điểu, ngươi chơi rất vui nha, quả nhiên, ngươi có chim không ngoan. Đinh Thụ lập tức nói, ngươi xem, bầy ong đã nhìn chằm chằm vào ngươi, còn không phải ngươi đào mộ tổ của chúng sao. Tiểu Hồng Điểu hết sức buồn bực, nàng thực sự rất vô tội. Lăng Hàn lại lắc đầu, bầy ong thật sự để mắt tới Tiểu Hồng, nhưng mà cực kỳ có thể là phát hiện huyết mạch của nàng. Trần Hoàng và Chu Tước đều là thần thú, hơn nữa cùng thuộc hỏa hệ, cho nên cả hai đều có điểm tương đồng. Có lẽ đây chính là nguyên nhân, không mặc kệ vì cái gì, xem ra bầy ong đã nhắm chuẩn vào chim nhỏ. Đinh thụ nói, không bằng, chúng ta ném nàng trở về. Tiểu hồng điều nghe xong, nàng lập tức mở cánh ôm chặt cổ quay lăng hàn, có chết cũng không buông. Lăng hàn quay đầu lại quan sát, bầy ong nhiều tới mức không có phần cuối. Thật sự không chỉ được các ngươi, lăng hàn sử dụng kèn lệnh đại đế, hắn dùng sức thổi. Bầy ong cùng nhau chu lên như sói một đám yêu ong đột nhiên học sói chu, đây là hình ảnh như thế nào? Ngược lại, Đinh Thụ và Tiểu Hồng Điều đều ngây người, gương mặt co quắp lại. Phong cách quá kinh người, không chỉ có bọn họ, cho dù là bầy ong cũng ngây người. Tình huống như thế nào? Chúng ta là bầy ong, tại sao phải học sói chu? Có lý do gì sao? Chẳng lẽ đầu óc bị đảo loạn? Hay tổ tiên của chúng ta có huyết mạch lang tộc? Đương nhiên, từ vấn đề sinh sôi hậu đại thì khó nói. Hơi dừng sau, bầy ong lại đuổi theo chúng ta không sợ các ngươi. Lăng Hàn lại thổi, lúc này bầy ong lại chu lên tập thể. Đồ chơi này dùng rất tốt, đinh thụ trông mà thèm, hắn ở ám vân địa ngục đã gặp qua Lăng Hàn vận dụng bảo khí này, lúc ấy tôn giả cũng bị trúng chiêu, hiện tại đối mặt với bầy ong hóa linh cảnh, tự nhiên càng không khả năng ngang hàng. Cho ta mượn chơi mấy ngày, hắn lại nói, ha ha, đương nhiên Lăng Hàn sẽ không đáp ứng. Cứ như vậy, bọn họ không ngừng thổi kèn lệnh đại đế cản trở bầy ong, khoảng cách của hai bên càng lúc càng xa, cuối cùng bọn họ đã thoát đi thành công. hô, lăng hàn cùng đinh thụ thở ra. số lượng bầy ong dùng mười mấy vạn để tính, bọn họ cũng cảm thấy nhức đầu. sau khi nghỉ ngơi một lúc, lăng hàn nhìn về phía đinh thụ, mà đinh thụ cũng nhìn sang lăng hàn. ngươi nghĩ chính là ta nghĩ sao? hai người đồng thời nói ra. ha ha, bọn họ cười to. tiểu hồng điều nhún vai, lắc lắc hai cánh. nam nhân đấy, đúng là sinh vật kỳ quái, nói cái gì mà nó không hiểu. hai người trở về và đi về hướng cánh đồng hoa uy 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 tiểu hồng điều khẩn trương thật vất vả mới thoát khỏi bầy ong các ngươi còn trở về làm gì có ong tất có mật lang hàn cười nói đây chính là yêu ong hóa linh cảnh chúng sản xuất mật trà trà đinh thụ cũng liếm mở môi lộ ra vẻ động tâm mật ong như vậy nhất định là đại bổ các ngươi đều là tên điên sao tiểu hồng điều hét lớn số lượng bầy ong khủng bố một khi rơi vào trong bầy ong như vậy tuyệt đối xong đời a à, thật vất vả mới thoát ra được các ngươi còn chạy trở về chưa gặp qua ai như các ngươi nhân ra cũng không phụng bồi tiểu hồng điều nói nó vội vàng vỗ cánh chạy đi ha ha phải nói nghĩa khí lăng hàn một tay bắt lấy tiểu hồng điều hắn không thể thả nàng chạy trốn tiểu hồng điều không sợ hỏa diễm đạo tắc cho nên nó có thể xâm nhập nơi bọn họ không thể tới giúp đỡ tốt như vậy bọn họ làm sao có thể lãng phí tiểu hồng điều kêu lớn nó sắp chửi tục nhưng đã bị lăng hàn áp chế xít sao hai người trở về cũng nhanh chóng tới gần cánh đồng hoa. Tìm xem tổ ong ở đâu, hai người dò xét chung quanh, lại cho linh thân phóng ra, từ đó tăng hiệu suất dò xét. Một lúc sau, đinh thụ có phát hiện, bọn họ đi qua, chỉ thấy có tổ ong kết cấu nham thạch. Tổ ong quá lớn, quả thực có thể nói là tòa thành nhỏ, toàn thân màu đỏ rực, hơn nữa còn có chất lỏng như dung nham chảy ra, không cần tới gần cũng có thể cảm nhận được sức nóng ập tới. Lăng Hàn cùng Đinh Thụ không thể tới gần, chất lỏng đó chính là hỏa diễm đạo tắc cụ thể hóa, vượt ra khỏi cấp độ bọn họ có thể chạm tới. Cho nên hai người đều nhìn sang tiểu hồng điểu, uy uy uy, các người nhìn ta như vậy là có ý gì? Đột nhiên tiểu hồng điểu sinh ra dự cảm bất tường, lang hàn cười ha ha, tiểu hồng, ta có tốt với ngươi hay không? Ngươi đột nhiên hỏi chuyện này, bảo người ta trả lời thế nào đây? Tiểu hồng điểu nhăn nhăn nhó nhó nói ra, bằng lương tâm mà nói, lang hàn đối xử với nàng rất tốt, mặc dù cưỡng ép nàng, tự cho rằng là chủ nhân, nhưng cũng không có thật xem nàng như tôi tớ hơn nữa còn bao no các loại tiên kim hiện tại là thời điểm ngươi đền đáp lang hàn chỉ chỉ vào tổ ong Ngoá, ngươi sẽ không bảo người ta đi trộm mật chứ tiểu hồng điều xù lông vội vàng lắc đầu nói đúng lang hàn gật đầu ta không muốn đi chịu chết tiểu hồng điều kêu lên không có bảo ngươi đi chịu chết chỉ đi lấy chút mật ong mà thôi tại sao ngươi kích động như vậy lang hàn cười nói tiểu hồng điều trợn mắt đây là lấy ít mật sao đó là vào hang cọp đấy. Không đi, nàng chết cũng không đi. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, Tiểu Hồng Điều lập tức sinh ra dự cảm không tốt. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Hồng Điều run rẩy nói. Lăng Hàn giơ tay ném một cái, xeo, Tiểu Hồng Điều bị hắn ném ra ngoài. Tiểu Hồng Điều sắp khóc, hỗn đản, đây là lần thứ hai. Ba, Tiểu Hồng Điều trực tiếp đâm vào tổ ong. Nếu như đổi Lăng Hàn hoặc Đinh Thụ, như vậy sẽ bị thiêu chết. Nhưng cảnh giới Tiểu Hồng Điều mặc dù thấp nhưng trời sinh thân cận hỏa diễm, việc này chỉ là chút lòng thành, nó chỉ cảm thấy hoa mắt mà thôi. Ông, lúc này, chỉ ít hơn ngàn con yêu ong lao ra, mỗi một con đều tỏa ra hung uy ngập trời. Cứu mạng, tiểu hồng điều vội vàng chạy trở về. Lang Hàn sử dụng kèn lệnh đại đế, hắn dùng sức thổi và bầy ong dừng lại học sói chu. Hình tượng này, chật chật, nhưng mà tiểu hồng điều lại bay trở về, hơn nữa cũng không dừng lại, tiếp tục vỗ cánh bay đi, muốn rời xa hai tên điên Lang Hàn cùng binh thụ hắc hắc, đinh thủ xuất thủ bắt tiểu hồng điều trở về, sau đó lại ném về hướng tổ ong. Ba, tiểu hồng điều lại đụng vào tổ ong, nó cảm thấy hoa mắt chóng mặt. chương 4789, mở cửa điện. Tiểu hồng điều hiện tại đã có tâm giết người, nó âm thầm thề, chỉ cần tu vi của nàng vượt qua lăng hàn cùng đinh thụ, nhất định sẽ trả thù hai gia hỏa này. Đương nhiên, nàng hiện tại cũng có giác ngộ, biết rõ chạy về cũng vô dụng, hai gia hỏa thô lỗ này không biết thương hương tiếc ngọc nàng vừa cảm thán mình mệnh khổ vừa khai thác mật ong một khối lại một khối lăng hàn không ngừng thổi kèn lệnh đại đế bầy ong chu lên như sói cho nên trên thực tế tiểu hồng điểu không gặp chút nguy hiểm nào mặc dù nhìn tràng diện rất khủng bố bốn phía đều là bầy ong đang tức giận nhưng chúng không thể không chu lên như sói không bao lâu tiểu hồng điểu đã móc sạch cả tổ ong và quay về hiện tại hài lòng chứ tiểu hồng điểu nện mặt ong vào mặt lăng hàn dáng vẻ rất tức giận lăng hàn thu hồi mật ong sờ lên đầu tiểu hồng điều. Tiểu gia hỏa này rất biết làm việc, ghế tởm, tiểu hồng điều có xúc động đốt lăng thành đầu chọc, người ta thế là con gái của thần thú, không biết có bao nhiêu quý giá đấy. Đừng đùa, tranh thủ thời gian rút lui, đinh thụ nói, không có kèn lệnh đại đế áp chế, đám ong kia đã nổi điên. Chạy, hai người vội vàng vắt chân lên cổ bỏ chạy, lăng hàn lại tranh thủ thổi kèn lệnh đại đế kéo dài truy binh, thuận lợi thoát ra khỏi bầy ong truy đuổi. Bọn họ đi một vòng mới quay lại tìm đám người nữ hoàng. Các ngươi làm gì đi? Hổ nữ hỏi, nữ nữ tỷ tiểu hồng điểu vội vàng nhào tới, nàng lập tức cáo trạng trước, líu díu, tốc độ nói cực nhanh, cũng nói chuê ê lăng hàn ngược đãi mình một lần. Nữ nữ tỷ người phải giải oan cho người ta, nàng làm nũng nói, lăng hàn của nữ muốn ngươi làm gì, người phải làm cái gì? Hổ nữ vô cùng kỳ quái hỏi thăm, thật không biết tiểu hồng điều oán khí nhiều như vậy làm gì? Tiểu hồng điểu các ngươi đúng là người một nhà ta phục đến có đồ tốt lang hàn lấy mật ong ra mỗi người đều được phân một khối phần lớn người đều chỉ là chân ngã cảnh cho nên một khối mật ong đủ cho bọn họ luyện hóa thật lâu luyện hóa trước đã lang hàn nói mặc dù cho đến bây giờ xuất hiện hung thú hóa linh cảnh nhưng số lượng quá nhiều chúng ta không có biện pháp đối kháng cho nên có thể tăng lên bao nhiêu thực lực thì phải tăng lên bấy nhiêu thực lực tất cả mọi người đều gật đầu cũng bắt đầu luyện hóa một tháng qua đi, bọn họ đã ăn hết mật ong, thực lực của mọi người đều có bước tiến dài. Tiểu Thanh Long đã tu đến đệ cửu hình, nhưng Đại Hắc Cẩu vẫn không cách nào đột phá trói buộc của đệ bát hình, không có biện pháp, mặc dù nó cũng nhận được rất nhiều cơ duyên, nhưng nhiều lắm chỉ có thể so với thế hệ Hoàng Kim mà không có cách nào vượt qua. Kỳ thật việc này đã đủ châu bò, chỉ là ảm đạm khi so với Lăng Hàn, Đinh Thụ mà thôi. Lăng Hàn cũng thuận lợi bước vào hóa linh nhị biến, hiện tại thế hắn đã có hai đạo linh thân, từ đó chiến lược của hắn tăng lên rất nhiều Đinh thủ cũng không kém bao nhiêu Hắn vượt sau tiến trước Hắn cũng tiến vào nhị biến Thật sự là đồ tốt Lam Hàn cảm khái nói Nếu có nhiều tổ ong như thế Chúng ta có thể đạt tới hóa linh cảnh đỉnh phong Tiểu Hồng Điều nghe xong Không tự chủ lùi về phía sau vài bước Khốn kiếp Lại nghĩ có ý đồ với nàng sao Đi chúng ta xuất phát Bọn họ tiếp tục đi dọc theo sông Nham Thạch tiến lên Sau khi đi được 7 ngày trước mặt bọn họ xuất hiện một tòa cung điện toàn thân màu đỏ thắm, nó có hỏa diễm thiêu đốt. Nơi chân hoàng cư trú, tất cả mọi người vui mừng, nhưng mà mọi việc quá thuận lợi, đã tìm được, bọn họ tiếp tục đi lên phía trước, bọn họ nhanh chóng đi tới cửa chính cung điện. Nhưng mà cửa cung đóng chặt, quảng trường trước cửa cung lại có không ít đế tử đế nữ. Xem ra, không có người nào mở ra cửa cung, cho nên mọi người đều bị ngăn cản ở bên ngoài có thể hoài nghi truyền thừa của chân hoàng nằm ở chỗ này cho nên không có người nào chịu từ bỏ rời đi lăng hàn một tiếng quát lớn vang lên có một tên đế tử nhìn sang lăng hàn người nổi bật trong thế hệ bạch ngân huyết diễm đế tộc y hướng dương hóa linh thất biến hắn là hảo hữu của đế la cho nên biết được đế la bị lăng hàn nhục nhã và giận tím mặt rốt cuộc cũng tìm được ngươi hắn trực tiếp xuất thủ tấn công lăng hàn tất cả mọi người đều l à hóa linh cảnh cho nên hắn có đánh chết lăng hàn trước mặt mọi người cửu dương thánh nhân cũng không gì để nói. Thánh nhân nói ra giống như đạo tắc, nếu không tuân lời của chính mình, hắn sẽ bị thiên phạt. Lăng Hàn thét dài một tiếng và ngăn cản y hướng dương. Oanh, 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 hai người giao thủ, nhưng vừa mới tiếp xúc, Lăng Hàn đã lâm vào hạ phong tuyệt đối. Thất biến quá mạnh, không những ở trên lực lượng nghiền ép Lăng Hàn, hơn nữa thế nhưng là có bảy cái linh thân, đối với chiến lược tăng phúc thực là quá lớn. Ông, đúng lúc này, trong khe đất giữa gạch đá trên quảng trường tỏa sáng, Tất cả mọi người không dám hành động, cho dù là Y Hướng Dương cũng ngừng công kích, hắn đứng trên một khối gạch. Chú ý dưới chân, Lăng lập tức truyền âm với đám người nữ hoàng, không nên vượt ngang qua hai khối gạch. Đương nhiên đám người nữ hoàng không xem lời Lăng Hàn như gió bên tai, bọn họ làm theo lời của hắn. Ông, đột nhiên có tia sáng bay ra khỏi khe hở của gạch, chỉ trong nháy mắt quảng trường bị phân chia thành mấy chục vạn khối gạch. Lăng Hàn nhìn những tia sáng kia, hắn cảm thấy tâm thần hồi hộp tia sáng tuyệt đối có thể phá tan thể phách của hắn. Khó trách y hướng dương cũng ngừng công kích, bằng không hắn sẽ bị phanh thây. Chùm bay cao nửa người rồi mới dừng lại, lúc này, tất cả mọi người đều nằm xuống. Lăng Hàn thấy thế lập tức cũng nằm xuống, việc này không cần phân phó, đám người nữ hoàng cũng học theo. Xoát, tia sáng cắt ngang qua, nếu như lúc này còn có người đứng sẽ bị chém nứt đầu. Những tia sáng kia không ngừng vận chuyển, còn không ngừng biến hóa chủng loại, nhưng người nơi này dường như đã quen thuộc, luôn có thể ứng biến từ sớm, từ đó không gặp nguy hiểm gì. Sau khi trôi qua mười mấy phút, những tia sáng này biến mất. Oanh, y hướng dương lại giết tới lần nữa, nơi này không phải học viện, nơi này là di tích cổ tranh bảo, tử thương khó tránh khỏi, hắn không cần gánh bất cứ trách nhiệm gì. Lăng Hàn không có đón đỡ, hắn biết tranh lệch cảnh giới quá lớn. Lui, âm âm, đúng lúc này có tiếng nổ lớn vang lên, đó là âm thanh cửa điện mở ra. A, à, lúc này ánh mắt của mọi người đều không nhìn lăng hàn cùng y hướng dương chiến đấu bọn họ nhìn về phía cung điện nhưng bên trong tối tăm lại không thấy cái gì lăng hàn nhìn sang chỉ thấy tiểu hồng điểu rất vô tội đứng ở cửa ra vào vừa rồi chính là nàng mở ra cửa cung con chim nhỏ này khát vọng đạt được truyền thừa chân hoàng không gì sánh bằng cho nên nàng lặng lẽ chạy đến cửa cung điện muốn tiến vào bên trong lại ngoài ý muốn mở cửa cung điện ra quan hệ huyết mạch giống như sợ bị lăng hàn trách cứ tiểu hồng điểu che miệng nàng vội vàng chạy vào trong cung điện. chương 4790, Thánh cầm cửu tinh. Nàng chạy như thế, những người khác nhau nhau đuổi kịp, tất cả đều lao vào cung điện. Hừ, y hướng dương lạnh lùng nhìn lăng hàn, hắn quay người chui vào cung điện. Nhưng lần này hắn là người nổi bật trong tổ chân hoàng, thực lực của hắn đứng trước 10 người mạnh nhất cho nên, hắn có niềm tin rất lớn thu hoạch được chân hoàng truyền thừa. So sánh với nhau, đương nhiên truyền thừa trọng yếu hơn, giết lăng hàn không quan trọng bằng mấu chốt là hắn có cảnh giới giống lăng lăng hàn một lòng muốn chạy hắn cũng rất khó đuổi kịp đám người nữ hoàng đi tới đinh thụ nói chúng ta đi vào chơi đùa không lăng hàn cười một tiếng đến đã đến đương nhiên phải đi vào con chim chết bầm kia lại có thể mở cửa cung biện tiểu thanh long kỳ quái nói chẳng lẽ y nàng nói dối kỳ thật nàng cũng không phải là hậu đại chu tước mà là con gái của chân hoàng có khả năng thứ nhất tất cả mọi người chưa ea từng gặp qua nguyên hình của nàng thứ hai, nàng đi lại ở nơi này như dẫm vào đất bằng, hỏa diễm đạo tác không thương tổn, có lẽ chính bởi vì nàng có huyết mạch chân hoàng. Thứ ba, trước kia bầy ong nhìn chằm chằm vào nàng, có lẽ chúng muốn thôn phệ huyết mạch của nàng. Thứ tư, việc này càng rõ ràng, nàng mở ra cánh cửa mà đế tử cũng không cách nào mở ra. Sau khi bắt được nàng phải thẩm vấn thật tốt, lang hàn gật đầu, bọn họ đi lên phía trước, cũng tiến vào cửa cung điện. Hơi do dự một chút, Lăng hàn dậm chân tiến vào cung điện. Từ bên ngoài nhìn vào sẽ thấy bên trong đen kịt, sau khi đi vào sẽ phát hiện nơi này sáng rõ. Cung điện này rất vắng vẻ, chỉ có thể nhìn thấy từng cây cột thua to, cũng không biết đạo dùng vật liệu gì tạo thành, chúng tỏa ra ánh sáng màu đỏ và hình ảnh gì đó. Mặc dù hình ảnh khác nhau nhưng lại có một cái điểm giống nhau, trên mỗi hình ảnh đều có con chim ưng màu tím to lớn, hoặc là vật lộn trời cao, hoặc lao xuống nước bắt cự quy, hay là bị vạn chim chiều bái. Đây không là chân hoàng cung, lang hàn nói, ân. Tất cả mọi người gật đầu, nếu như là chân hoàng cung, như vậy hình ảnh nhân vật chính là chân hoàng, mà không phải chim ưng màu tím. Có lẽ đây là bộ hạ của chân hoàng, đại hắc cầu suy đoán, lời này rất có đạo lý, chân hoàng là thần thú, hơn nữa là nhân tài kiệt xuất, có thể đặt song song với chân long, cho nên, nếu nó thu mấy tiểu đệ có thực lực cường đại cũng là chuyện rất bình thường. Có lẽ là thánh cấp, tất cả mọi người phỏng đoán, thu thần thú, không có khả năng, mặc dù cùng là tổ vương nhưng chắc chắn có phân chia thực lực mạnh yếu nhưng có thể bước vào cấp bậc đó có người nào không phải kẻ tâm cao khí ngạo cho dù vào thời viễn cổ các thần thú cùng tồn tại nhưng không có thần thú nào nguyện thua kém kẻ khác không biết có vật gì tốt không tiểu thanh long xoa xoa tay tặc nhãn phát sáng tìm một chút xem cung điện này rất lớn mấy chục người tiến vào chẳng khác gì giọt nước trong hồ nước tất cả đều biến mất vô ảnh vô tung đám người lăng hàn không có chia ra hành động nơi này có rất nhiều hóa linh cảnh Thậm chí có thế hệ bạch ngân như y hướng dương, nếu đơn đả độc đấu còn tốt, không gian có hạn nên không dễ đào tẩu, cần phải cẩn thận nhiều hơn. Bọn họ rất cẩn thận, dù sao khắp nơi đều có địch nhân. Xeo, một bóng dáng màu đỏ bay tới, lang hàn không có tránh, hắn vươn tay bắt lấy, tiểu hồng đều bị hắn bắt lấy, hai cánh không ngừng vỗ mạnh nhưng không thoát ra được. Không phải là chu hồng y sao, hắc hắc hắc, hư hư hư, tất cả mọi người ma quyền sát trưởng, tiểu hồng đều cảm thấy xấu hổ nó len lén tiến đến mở ra cửa cung nhưng không nói với bọn họ một tiếng tiểu hồng điều tự hiểu đuối lý nó cười nói mọi người không nên kích động có chuyện gì cứ nói với nhau đánh một trận rồi nói đại hắc cầu ồn ào nói ta đầu hàng ta đầu hàng tiểu hồng điều lấy ra một cái chìa khóa người ta có đồ vật giao ra không được sao lăng hàn cầm chìa khóa hắn cẩn thận xem xét lắc đầu bản thân chìa khóa này không có gì đặc thù xem ra cần phải tìm được cánh cửa tương ứng mới lấy được bảo vật đi thôi, nơi này đã không có đồ vật gì. Tiểu Hồng Điều nói, làm sao ngươi biết, Đại Hắc Cầu hỏi, người ta đạt được đầu mối then chốt trận pháp trong cung điện này, cho nên ta biết rõ. Tiểu Hồng Điều rất cao ngạo nói ra, thì ra như thế, Lăng Hàn nói, nơi này có cơ quan cấm chế hay không? Đương nhiên là có, Tiểu Hồng Điều gật đầu, Tiểu Hàn Tử, đôi mắt Đại Hắc Cầu tỏa sáng, Lăng Hàn cười hắc hắc, chúng ta đi hại những người kia, muốn điều khiển trận pháp trong cung điện, như vậy cần phải khống chế then chốt có tiểu hồng điều dẫn đường bọn họ đi tới tầng thứ hai của cung điện trên đường tiểu hồng điều cũng nói ra địa vị của cung điện này cự ưng màu tím chính là đại tướng dưới trướng của trân hoàng là thánh cấm cửu tinh chiến lược mạnh đến mức đáng sợ chỉ kém chuẩn đế một tia đáng tiếc là thời đại đó không có phương pháp tu luyện cho nên chỉ có thể tự mình suy nghĩ cự ưng chỉ có thể bước vào thánh cầm cửu tinh vô vọng đế cấp đây cũng là tồn tại châu bò tiểu thanh long nói thánh nhân có tranh lệch lớn như núi, thánh nhân cử tinh giết thánh nhân nhất tinh như đùa giỡn. Tiểu Hồng Điều bởi vì là hậu đại của Chu Tước, huyết mạch có vài phần giống chân hoàng, cho nên nàng có khả năng mở ra cửa cung nơi này, cũng thuận lợi đạt được cự ưng tán thành, có thể bị nàng khống chế, cũng bởi vậy nàng hiểu nhiều tin tức hơn. Bọn họ nhanh chóng đi tới tầng thứ hai, tìm được một gian phòng không thu hút. Nhưng mà gian phòng này có một người đang tìm kiếm khắp nơi. Từ hữu khuyết, lăng hàn tươi cười, đúng là oan ra ngõ hẹp cảm ứng được có người tiếp cận từ hữu khuyết cũng ngừng động tác tìm kiếm hắn nhìn sang lăng hàn phát hiện là đối thủ thì hắn kiêng kỵ thật không tiện nơi này do ta phát hiện trước hắn từ tốn nói thân là thế hệ bạch ngân hắn vẫn có chấn định nhất định muốn tiến vào cũng được chờ sau khi ta ra ngoài không có việc gì ta đánh chết ngươi sẽ không thành vấn đề lăng hàn cười nói từ hữu khuyết thức điên lăng hàn người quá phách lối nơi này không biết có bao nhiêu đế tử đế nữ Ngươi dám xuống tay, trừ phi ngươi có thể giết sạch tất cả mọi người, nếu không, ngươi nhất định khó thoát trừng phạt." Lăng Hàn gật gật đầu, "Cảm ơn đề nghị của ngươi, rất không tệ, ta quyết định giết người diệt khẩu." Từ Hữu Khuyết sững sờ, lập tức bật cười, "Ngươi thật cuồng vọng, không nói người khác, cho dù y hướng Dương cũng đủ để giết ngươi trăm lần. Giết người diệt khẩu, thật sự là chuyện cười lớn. Vậy ngươi cứ chờ xem." Lăng Hàn xuất thủ, hắn tấn công Từ Hữu Khuyết, hắn vận dụng toàn bộ thực lực ứng phó hai đạo linh thân bước ra khỏi cơ thể. Từ hữu khuyết chỉ là hóa linh nhất biến, trong tình huống cùng cảnh giới hắn còn không bằng lăng hàn, huống chi lăng hàn đã chiếm ưu thế cảnh giới. Nên chơi thế nào, chương 4791, chiêu đùa, năng lượng hủy diệt tàn phá bừa bãi, từ hữu khuyết hắn bị đánh thành cặn bã, thế tử phù không phát huy tác dụng. Từ hữu khuyết chết không nhắm mắt, dù cho tử vong trong nháy mắt, hắn vẫn không tin lăng hàn thật có can đảm giết mình. Hơn nữa ngay cả thế tử phù cũng không có chút cơ hội nào, ta có thể khống chế trận pháp sao? Lăng Hàn nói với Tiểu Hồng Điều. Tiểu Hồng Điều gật đầu, nói, ta giao quyền khống chế cho ngươi. Chỉ qua một hồi, Lăng Hàn lại đột nhiên sinh ra cảm giác mình dung nhập vào trong cung điện, hình như cung điện này trở thành một phần thân thể kéo dài của hắn. Cũng giống như khống chế, đối với Lăng Hàn mà nói đây là chuyện dễ dàng, một ý niệm đã bao phủ toàn bộ cung điện. Hắn phát hiện có thật nhiều người đang đi về hướng này. Hiển nhiên, hắn vừa rồi đánh giết từ hữu khuyết không có tiêu phí quá nhiều thời gian nhưng cũng kinh động một ít người hắn còn nhìn thấy y hướng dương nhưng khi hắn đặt lực chú ý vào y hướng dương đối phương cũng dừng động tác và ngờ vực nhìn chung quanh hiển nhiên hắn cảm ứng được một tia không ổn không hổ là hóa linh thất biến sức cảm ứng thật sự mạnh mẽ dừng lại lang hàn nhẹ nhàng lẩm bẩm hắn khống chế trận pháp lập tức đám người xông lên như gặp phải bức tường vô hình mặc cho bọn họ tiến lên thế nào cũng không được hắn mỉm cười, những người khác hắn không thèm để ý, nhưng mà, hắn muốn tính sổ với y hướng dương. Một bên khác, y hướng dương nhíu mày, hắn cảm ứng chính mình đang bị giám thị, nhưng hắn nhìn chung quanh nhưng không phát hiện cái gì. Ảo giác của mình, trong lòng của hắn khẽ động, quát, đi ra, đừng tưởng rằng có thể ẩn giấu hành tung trước mặt ta. Sau khi hắn quát một tiếng, bốn phía lại là không có dị động. Không mắc mưu, y hướng dương trầm ngâm, chẳng lẽ mình thực sự sinh ra ảo giác. Ba, ba ba đúng lúc này hắn nghe được tiếng bước chân ha ha cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh tự mình ra tới y hướng dương cười lạnh sau đó xoay người lại hắn nhìn về hướng sau lưng mình người này toàn thân bao phủ trong tấm vải đen hắn đi từng bước một rất chậm nhưng tiếng bước chân lại vô cùng nặng nề ngươi là người phương nào dám dòm ngó bản đế tử y hướng dương trầm giọng quát hắn rất bất mãn hắn cũng không phải đế tử bình thường mà là thế hệ bạch ngân càng là người nổi bật trong đó hắn sắp bước vào giáo chủ một khi thành tựu tiểu thừa cảnh thì hắn có thể trở thành đại năng người thần bí thở ơ tiếp tục tiến lên phía trước y hướng dương giận dữ hắn đấm ra một quyền hóa thành trùng sáng cực mạnh hắn lao tới người thần bí người thần bí không thèm tránh né một kích này bành hắn bị đánh trúng tấm vải đen biến thành mảnh vỡ giống con bướm đang vỗ cánh dễ dàng giải quyết như thế y hướng dương nhướng mày hắn lập tức thận trọng hơn trước bởi vì phía dưới miếng vải đen không có người nào. Đây là chuyện gì, đùa bỡn hắn tỏng lòng bàn tay, kẻ ở sau màn là ai? Hơn nữa, kẻ này cũng quá to gan lớn mật, lại dám trêu đùa hắn. Y hướng dương cẩn thận tiến lên, kẻ tới không thiệt, nơi này lại là bí cảnh, có nguy hiểm khó lường, hắn cần phải cẩn thận mới thỏa đáng. Qua một lúc sau, tiếng bước chân lại vang lên, sau đó hắn nhìn thấy tấm vải đen đi tới. Lại tới, y hướng dương giận dữ, người còn trêu đùa người nghiện hay sao? hắn lại đánh một quyền tấm vải đen vỡ nát và không có gì là ai đang giả vờ thần bí y hướng dương lớn tiếng kêu lên hắn tức giận không nhỏ nhưng mà ba 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 tiếng bước chân lại vang lên vẫn là người thần bí bao phủ trong tấm vải đen đương nhiên y hướng dương không khách khí xuất thủ kết quả vẫn không có gì hắn nhíu mày kẻ ở sau màn là ai một lần lại một lần hắn cảm thấy rất phiền não tốt ngươi đừng để ta tìm được nếu không ngươi sẽ chết vô cùng thảm y hướng dương quát lớn sau đó hắn bắt đầu tìm kiếm hắn nhất định sẽ tìm ra người giật dây dám trêu đùa hắn hừ nhưng mà hắn lập tức phát hiện hắn không thể lại tiến lên phía trước bởi vì có một bức tường vô hình ngăn cản hắn lại xảy ra chuyện gì trước đó hắn không gặp bình chướng hắn ý đổ đánh vỡ nhưng không có biện pháp ngừng một lát hắn quay người nhìn sang bên kia nhưng hắn lại dừng bước bởi vì hắn vẫn gặp bình chướng vô hình hắn bị vây tại nơi này kẻ hèn nhát chỉ biết núp trong bóng tối thao túng sao hắn lạnh lùng nói cuối cùng có giọng nói vang lên làm y hướng dương mừng rỡ ta đi ra sẽ làm ngươi sợ hãi lăng lăng hàn y hướng dương sững sờ đây là giọng nói của lăng hàn đối phương cũng chỉ là hóa linh nhị biến cho dù là cảnh giới hay thực lực đều yếu hơn hắn lại thế nào có khả năng như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đoán chúng đáng tiếc không có ban thưởng lăng hàn nói thế nào sợ hãi sao sợ hãi Y hướng dương cất tiếng cười to, nói, nếu ngươi dám xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ tự tay giết ngươi. Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói, ngươi có dám sao, tốt, lang Hàn nói ra, một tia sáng ngừng tụ và hóa thành một hình người, hình người lặng lẽ xuất hiện. Lăng Hàn, ngươi dám đùa ta, y hướng dương phẫn nộ quát, lang Hàn cười ha ha, là ngươi quá ngây thơ hay cho rằng ta ngu, lại có thể tự mình đi ra đánh với ngươi một trận. Hừ, ngươi khống chế đầu mối then chốt tại nơi này, cho nên ngươi mới có thể như thần linh nhưng sâu kiến trung quy chỉ là sâu kiến y hướng dương lạnh lùng nói đi ra dựa vào trận pháp thắng thì có gì đáng nói hắn dùng tới phép khích tướng lang hàn cười ha ha nói ngươi làm người thật vô sỉ. trước đó ngươi dám kêu gào trước mặt ta không phải dựa vào cảnh giới cao hơn ta một chút hay sao nếu đánh nhau cùng cấp ha ha cũng không cần cùng dai chỉ cần ta thấp hơn ngươi hai tiểu cảnh giới là tốt rồi ta giết ngươi như giết gà cho nên ta cần gì chúng phép khích tướng của cặn bã như ngươi. Y hướng dương giận dữ, nhưng hắn là thế hệ Bạch Ngân, đã đuổi sát thế hệ Hoàng Kim, hắn lại bị khinh bỉ là cặn bã. Đi ra cho ta, cút ra đây cho ta, hắn hét lớn, do trận pháp ngừng tụ thành hình người đã giết tới, bàn tay bắt lấy đầu của y hướng dương. Ghê tởm, đột nhiên y hướng dương biến sắc, người quá xem thường chính mình. Hắn nắm lấy đạo tắc hóa thành lợi kiếm chém vào hình người. Bành, trận pháp hình người vươn tay tới và chống cự của Y Hướng Dương tan dã như tuyết gặp nước nóng. Một kích này quá mạnh, Y Hướng Dương bị đánh nát. Phải biết, đây chính là thánh cầm điện, đương nhiên trận pháp cũng là thánh cấp, muốn giết hóa linh cảnh còn không đơn giản. Chương 4792, Tòa thần điện thứ hai. Nhưng cho dù là trận pháp thánh cấp cũng không sánh bằng Lăng Hàn. Nếu như bị Lăng Hàn sử dụng năng lượng hủy diệt đánh giết, vậy thì tuyệt đối xong đời, thế tử phù cũng không cách nào phát huy tác dụng nhưng bây giờ khác biệt, y hướng dương lập tức sống lại. Hắn hiển nhiên biết rõ không có khả năng đối đầu với trận pháp, hắn vội vàng toàn lực phá vây. Đây là trận pháp thánh cấp, mặc hắn kỳ tài ngút trời thì như thế nào, căn bản không có khả năng ngang hàng. Hắn lại bị chém giết lần nữa. Lăng, Hàn, hắn đã chết hai lần, lúc này mới hô ra hai chữ. Lăng Hàn tạm dừng trận pháp, muốn cầu xin không, được, giao đế kinh ra đây, ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống si tâm vọng tưởng, y hướng dương lập tức nói, đế kinh chính là căn bản của đế tộc, ai nắm giữ đế kinh cao thâm, ai có thể thu hoạch quyền khống chế đế binh, đây là khái niệm gì? Hắn không có khả năng làm tội nhân thiên cổ của y ra, hơn nữa, cho dù hắn giao ra đế kinh cũng không được, trong linh hồn đã bị thánh nhân hạ cấm chế, chạm vào là phải chết. Hơn nữa, cho dù ngươi đạt được đế kinh, gia tộc cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào xử lý ngươi. Việc này đã động tới căn cơ của đế tộc, cho dù sau lưng hắn có cửu sơn thánh nhân hay vẫn là đa gia phật, xử lý, xử lý, xử lý, cùng lắm có đầu vào trong đế tộc, có đế binh cộng thêm trận pháp đại đế bảo vệ, tự nhiên sẽ không có việc gì. Dù sao, không phải đại đế chân chính, không ai có thể vượt qua đế binh và trận pháp đại đế bảo hộ. lang Hàn lắc đầu, vậy ngươi còn nói cái rắm? Đúng đấy, không có chút giá trị gì. Đại Hắc cầu gật gật đầu, còn cái gì thế hệ Bạch Ngân, ta nhổ vào. Tiểu Thanh Long cũng lên tiếng, Y Hướng Dương tức giận run rẩy, trận pháp phát động lần nữa, tùy tiện giết hắn một lần. Lại qua mấy lần, Y Hướng Dương đã cuống lên, thế tử phù của hắn sắp dùng hết. Có chuyện gì cứ từ từ nói, hắn lớn tiếng nói, ta có thể mua mạng của mình. Lăng Hàn tạm dừng trận pháp, nói, "Mua mạng? Ha ha, ngươi vừa chết, thứ gì của ngươi cũng là của ta, cần gì mua?" "Ta bảo đảm trước khi chết sẽ bóp nát pháp khí không gian, như thế, đồ vật bên trong vĩnh viễn lưu tại trong không gian hư vô." y hướng dương quát giết ta người không chiếm được bất cứ thứ gì lăng hàn nhún vai vậy thì không có gì để nói oanh trận pháp lại vận chuyển ngoá y hướng dương rất muốn chửi mẹ tại sao hắn lại gặp kẻ như vậy trận pháp quét qua y hướng dương lại bị giết một lần không có gì bất ngờ hắn đã dùng hết thế tử phù trong lòng của hắn hung ác ba hắn bóp nát pháp khí không gian nếu như hắn chết lăng hàn cũng đừng hòng đạt được bất cứ chỗ tốt gì oanh trận pháp lại quét qua, y hướng dương bị chém giết không còn cặn bã. Thế hệ bạch ngân thì như thế nào, khi chết cực kỳ uất ức. Lăng Hàn cảm khái, mặc người thiên tài thì thế nào, lúc gặp lực lượng không thể đối kháng, tất cả phản kháng đều là buồn cười. Đi thôi, hắn không để ý tới người khác, chỉ cần người không phạm ta, hắn cũng lười đi nhầm vào ai, nhưng nếu ai động sát ý với hắn, vậy hắn sẽ không nhân từ nương tay. Một đoàn người rời đi, tiếp tục đi dọc theo dòng sông Dung Nham, qua mấy ngày sau, bọn họ dừng bước ngược lại không phải không có đường đi mà là có một đạo bình chướng vô hình chặn bọn họ cảnh vật phía trước rất rõ ràng dung nham lao nhanh nhưng bọn họ lại không thể đi qua có lẽ tiến vào bên trong dung nham sông bọn họ có thể thuận lợi đi qua thế nhưng với thể chất của bọn họ nếu đi vào khu vực dung nham bao phủ ha ha có lẽ sẽ bị đốt thành cho bụi ngay lập tức chưa tiểu hồng điều vòng quanh nơi này bọn họ vòng quanh bình chướng trước mặt qua mấy ngày sau bọn họ lại gặp dòng sông dung nham a à, chúng ta đi một vòng sao đại hát cầu kỳ quái nói Lăng hàn quan sát cảnh tượng bốn phía một chút lắc đầu không đúng chúng ta không có đi trở về đây là sông dung nham khác mọi người hai mặt nhìn nhau đều là đưa mắt nhìn hạ lưu đi đi bọn họ đi xuôi dòng lại qua mấy ngày phía trước xuất hiện một tòa cung điện vắt ngang trên dòng sông từ bố trí trước mắt mà nhìn chân hoàng điện ở phía sau bình chướng từ từ ưng điện lần trước muốn phá vỡ bình chướng mấu nằm ở bên ngoài những cung điện này. Nếu như trong mỗi cung điện đều có thể đạt được một thanh chìa khóa, sau khi tập hợp đủ chìa khóa, có lẽ có thể mở bình chướng, hoặc là mở ra chân hoàng điện. Mọi người tiếp thu ý kiến và đưa ra phỏng đoán, đều là cho rằng suy đoán như vậy rất hợp lý. Bọn họ vây quanh cung điện trước đó, nó giống như từ ưng điện lúc trước, trước cửa cung điện là một quảng trường khổng lồ, trên quảng trường có mấy chục người đang đứng, phần lớn đều là tộc nhân thiên điểu đế tộc, dù sao nơi này do bọn họ phát hiện, nhân số tiến vào gấp đôi những người khác. Đáng tiếc là, nơi này do hóa linh cảnh định đoạt, chú đỉnh, sinh tiến vào nhiều hơn cũng lãng phí. Hiển nhiên, bọn họ không có biện pháp mở cung điện, cho nên chỉ có thể chờ đợi ở cửa ra vào. Nếu không thể mở cung điện, bọn họ cũng biết đây không phải là chân hoàng điện, mà chỉ là hành cung thủ hạ của chân hoàng năm đó. Đoàn người Lăng Hàn đi tới, phương pháp mở cửa nằm trên người của Tiểu Hồng Điều. Lăng Hàn, một giọng nói vang lên, giọng nói đầy vui mừng. Lăng Hàn nhìn sang, hắn tươi cười, Trì Mộng Hàm, nàng là quý nữ của Đông Lâm đế tộc, đương nhiên có thể thu hoạch được một danh ngạch, mặt mũi nàng có lớn cũng không thể mang theo Lăng Hàn, không nghĩ tới có thể gặp được Lăng Hàn tại đây, cho nên nàng rất vui vẻ. Lúc nàng rời khỏi tộc viện tổ vương rất đúng dịp, cũng không biết Lăng Hàn có thể tới đây, bằng không thì nàng đã sớm gặp Lăng Hàn. A, à, Lăng Hàn cảm giác có đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình như kim đâm. Hắn nhìn sang, chỉ thấy sau lưng Trì Mộng Hàm có một nam tử đi tới trên mặt mang theo hàn ý trêu chọc ngươi sao không muốn chết thì cách mộng hàm xa một chút nam tử này sử dụng thần thức truyền âm nói ra mặc dù không phải lời nói nhưng Lăng hàn cảm giác lời này mang theo cao ngạo rất mạnh vị này là lang hàn nhìn về phía trì mộng hàm a à, đây là biểu ca liên ngọc đường của ta trì mộng hàm nói ta có di nương gả cho thiên bi đế tộc biểu ca ta chính là thế hệ hoàng kim của thiên bi đế tộc lang hàn ứng một tiếng không nghĩ tới đế tộc còn làm thông gia Càng không nghĩ đến tộc nhân Đông Lâm đế tộc lại sinh ra thế hệ hoàng kim cho Thiên Vi đế tộc. Nếu sớm biết như thế, có lẽ Đông Lâm đế tộc sẽ không gả con gái ra ngoài. Nhìn dáng vẻ của Trì Mộng Hàm, có lẽ chỉ xem Liên Ngọc Đường thành biểu ca, Liên Ngọc Đường lại không nghĩ như thế. Ha ha, lại sắp có chiến đấu nha. Chương 4793, biểu ca. Liên Ngọc Đường khẳng định có ý khác với Trì Mộng Hàm, bằng không hắn cũng không mở miệng cảnh cáo. Uy hiếp trần trụi như thế, rõ ràng là kẻ lòng lang giả thú. Nếu là lúc trước, Lang Hàn sẽ lười để ý, nhưng bây giờ hắn đã mở rộng nội tâm, nhận định thân phận của Trì Mộng Hàm, cho nên Liên Ngọc Đường còn muốn có suy nghĩ khác với nữ nhân của hắn, hắn sẽ không bỏ qua. Lang Hàn mỉm cười, "Liên biểu ca đúng không? Chào ngươi, ai là biểu ca của ngươi?" Liên Ngọc Đường sửng sốt một chút, sau đó mới ý thức Lang Hàn đang dùng thân phận hôn phu của Trì Mộng Hàm nói với mình, cho nên hắn dùng cách gọi của Trì Mộng Hàm để gọi hắn. Mẹ nó, ngươi thật to gan lớn mật, vừa mới cảnh cáo ngươi không nên suy nghĩ lung tung, mới nói xong thì ngươi quên sạch. Nhưng hắn không phát tác trước mặt Trì Mộng Hàm, còn phải cười và gạt sang một bên. "Ngươi tốt." Thời điểm nói ra hai chữ này, hắn cảm giác trái tim như bị đâm trúng. Càng đáng ghét nhất chính là, Lăng Hàn lại nghiêng đầu sang nơi khác nói chuyện với Trì Mộng Hàm, cũng gạt hắn sang một bên. Khốn kiếp, Liên Ngọc Đường kém chút đã bộc phát, nhưng hắn là thế hệ hoàng kim, tương lai có cơ hội xung kích đế vị hơn nữa hắn hiện tại là hóa linh cử biến nếu không phải hắn muốn xung kích cực hạn hắn đã sớm có thể đột phá giáo chủ ngươi là gia hỏa rể cỏ lại dám không nhìn ta ngươi muốn lật trời rồi hắn ở trong học viện tổ vương đều tiến vào trạng thái bế quan bởi vì đã sớm đạt đến hóa linh cảnh đỉnh phong hắn cũng không cần tài nguyên của học viện cũng làm hắn không biết kẻ chẳng biết sống chết như lang hàn lần này hắn đi ra gặp được biểu muội lần đầu trái tim của hắn đập thình thịch lương phối cho nên hắn dùng thân phận biểu ca tiếp cận, từ đó chỉ mộng hàm căn bản không có phòng bị. Hắn đã sắp xếp tốt, bây giờ lại xuất hiện một tên lăng hàn. Hừ, dám đánh chủ ý lên nữ nhân của ta, muốn chết, trong nháy mắt mà thôi, liên ngọc đường đã khôi phục lại, hắn thản nhiên nói. Lăng hàn sao, ta nghe nói qua ngươi, trước kia ngươi gây ra động tĩnh không nhỏ trong học viện. Ha ha, việc nhỏ việc nhỏ, không đáng được liên biểu ca khích lệ như thế. Lăng hàn quay đầu lại nói một câu. Phi, ngươi có muốn mặt mũi hay không? Ta đang khen ngươi sao? Trong lòng ngươi không biết rõ hay sao? Chính mình ở trong học viện chẳng khác gì chuột chạy qua đường, nếu không có chiêu bài của cửu sơn thánh nhân và đa gia Phật, chỉ sợ ngươi đã bị dẫm thành thịt nát. Da mặt của ngươi dày cỡ nào mới có thể nói ra lời không biết xấu hổ như vậy? Tiểu hàn tử nhà ta chính là kỳ tài ngút trời, ép đám thiên tài trong học viện không còn tính tình. Đại hắc cầu nói vào đúng lúc, ân, mặc dù còn kém long ra một chút, vượt qua các ngươi là không thành vấn đề. Tiểu Thanh Long cũng nói, Liên Ngọc Đường suýt phun ra một ngụm máu tươi, các ngươi có cần mặt mũi hay không? Hiếm thấy, Lăng Hàn cười ha ha, hắn đứng trước cửa và nói. Thế nào, không thể phá cửa mà vào sao? Những người hơi hiểu trận pháp đang nghiên cứu, nhưng hiện tại. Chỉ mộng hàm lắc đầu, bọn họ đã chờ ở nơi này nhiều ngày, từ đầu tới cuối không ai mở ra trận pháp. Còn tốt, bọn họ biết rõ hiện tại càng khó khăn, về sau thu hoạch sẽ càng lớn, không có người nào cảm thấy thất vọng chán ngấy bọn họ vẫn có chút kiên nhẫn như vậy ta tới đi Lam hàn cười nói đúng rồi người còn là trận đạo tông sư đấy chỉ mộng hàm vỗ tay một cái gương mặt xinh đẹp mang theo một tia kính nể liên ngọc đường nhìn vào trong mắt trong lòng khó chịu tăng thêm mấy phần hắn không nhịn được nói đây chính là cấm chế do tồn tại đế cấp bày ra đừng nói trận đạo tông sư cho dù là trận đạo thánh sư cũng không thể phá vỡ lang hàn nhìn về phía hắn lo lắng nói liên biểu ca chúng ta có đánh cược hay không đánh cược gì liên ngọc đường tức giận hắn lập tức đáp lại ngươi có thứ gì tốt lăng hàn tiểu thanh long đại hắc cẩu gần như đồng thời nói ra cũng nhìn chằm chằm vào người liên ngọc đường dường như đang xem hắn như đồng tử tặng bảo liên ngọc đường phiền muộn các ngươi cần thiết như vậy hay không ta có một viên bích liên quả nó có trợ giúp gia tăng tu vi hóa linh cảnh hắn từ tốn nói nhưng ta đã là hóa linh cử biến thứ này không còn tác dụng với ta nhưng đối với các ngươi lại là trí bảo hắn hơi lơ đáng lộ ra sự thật hắn là hóa linh cửu biến từ đó gia tăng uy thế của bản thân cảm ơn lang hàn tiểu thanh long đại hắc cầu lại chăm miệng một lời mẹ nó liên ngọc đường thật muốn xuất thủ đánh chết ba gia hỏa này nói cái gì cảm ơn các ngươi cho rằng mình thắng sao rất đáng hận lang hàn cầm lấy tiểu hồng điểu hắn nhanh chân tiến lên phía trước ngươi còn chưa nói tiền đánh cược của ngươi là gì liên ngọc đường nói vọng tới không cần phiền toái như vậy ta thắng chắc rồi lăng hàn cười nói hắn đi mấy bước là tới bên cạnh cửa lớn làm phiền các vị tránh đường một chút hắn nói với mấy người đang nghiên cứu cấm chế lăng hàn sau khi nhìn thấy hắn rất nhiều người dùng ánh mắt bất thiện nhìn sang học viện tổ vương là do các đế tộc liên thủ xây dựng với quan hệ giữa đế tộc và lăng hàn đương nhiên phần lớn người sẽ khó chịu với hắn dựa vào cái gì chúng ta không đi người còn muốn đánh hay sao nơi này có hai người là thế hệ bạch ngân tu vi cao tới hóa linh lục biến một đấu một có thể trấn áp lăng hàn huống chi là hai người liên thủ liên biểu ca mau tới dọn bãi lăng hàn cũng không rong dài với bọn họ trực tiếp quay đầu lại nói soát lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn lên người liên ngọc đường biểu ca vào lúc này liên ngọc đường đã có tâm giết người hắn còn muốn chờ lăng hàn không phá nổi cấm chế mà nhục nhã một phen cho nên hắn không thể không nhịn cơn tức này tránh ra hắn thản nhiên nói ra tiếng nói mặc dù không cao nhưng đầy lực áp bách thế hệ hoàng kim mở miệng cho dù là thế hệ bạch ngân thì như thế nào chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời cũng không phải thiên phú kém hơn chủ yếu là du tu vi kém quá nhiều mặc dù những người kia không cam lòng nhưng chỉ có thể lườm lăng hàn sau đó bọn họ quay người rời đi ngươi có thể bắt đầu liên ngọc đường thản nhiên nói thậm chí hắn không thèm để ý lăng hàn thua sẽ như thế nào hắn sắp bước vào trong tiểu thừa cảnh lăng hàn có thể lấy ra thứ gì tốt chứ cho nên, hắn chỉ muốn nhục nhã lang hàn mà thôi, làm cho đối phương xấu mặt trước mặt chỉ mộng hàm. Phiên phức tránh sang một bên, lang hàn nói với Liên Ngọc Đường, ta dùng bí pháp độc môn, không thể bị người khác học được. Liên Ngọc Đường tức giận nổ phổi, hắn đường đường thế hệ hoàng kim, quan tâm thủ pháp của ngươi hay sao? Mà tiểu hồng điều lại khinh bỉ, rõ ràng là muốn lợi dụng huyết mạch của nàng mà còn nói hùng hồn như thế, thật sự là không biết xấu hổ. Trường 4794, chắc thắng. Liên Ngọc Đường lui sang một bên, Lăng Hàn đứng ở cửa ra vào. Tiểu Hồng, bây giờ phải xem ngươi rồi. Lăng Hàn nói, sau đó bố sung, ngươi tuyệt đối không nên làm ra chuyện gì khác người, bằng không thì hậu quả rất nghiêm trọng. Tiểu Hồng điều rất muốn hại Lăng Hàn một chút, nhìn hắn xấu mặt, nhưng bị Lăng Hàn giật mình như thế, nàng run rẩy dùng mình vài cái. Ngươi nên thành thật một chút, nàng bị Lăng Hàn nâng trong tay, sau đó duỗi hai cánh chạm vào cánh cửa. Đôi mắt của nàng bắn ra hào quang rực rỡ, oanh một tiếng, cửa lớn cung điện bị mở ra. A à, a, à, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ tiến đến bao lâu, cả đám liên tục bận rộn suốt ngày, bọn họ phí bao nhiêu công sức. Lăng Hàn thì sao, người tới nơi này chưa tới nửa giờ, cánh cửa lớn đã mở ra. Ngươi không phục không được, Liên biểu ca, cảm ơn. Đại Hắc Cẩu đưa tay đòi tiền cược của Liên Ngọc Đường. Mặc dù Liên Ngọc Đường có 100 cái khó chịu, nhưng ở trước mặt chỉ Mộng Hàm, hắn có khả năng ném mặt mũi hay sao? hắn lấy ra bích liên quả, hắn ném sang đại hắc cầu. trong nội tâm có cảm giác đám gia hỏa này không cần mặt mũi. đại hắc cầu cười hì hì. lần này tu vi tiểu hàn tử lại tăng thêm một đoạn, đây là chuyện tốt. nhưng mọi người sững sờ, vội vàng lao vào trong cung điện. lang hàn cũng không vội vã rời đi, bởi vì hắn đã cho tiểu hồng điều đi vào trước. nếu có thể lấy chìa khóa tới tay, vậy thì thăm dò cung điện có ý nghĩa gì? trước mặt chân hoàng bí thuật dụ hoặc cho dù là liên ngọc đường cũng không cách nào bình tĩnh hắn vội vàng nói với chỉ mộng hàm biểu muội chúng ta nên hành động thực lực của hắn không thể lực áp mọi người nhưng phần lớn người là đế tộc hắn quá mức cường thế sau khi ra ngoài khó tránh khỏi sẽ bị nhầm vào đế tộc đã sớm đạt thành hiệp nghị đoạt bảo trong di tích cổ có thể va chạm khí lực nhưng nếu có một phương đã đạt được các đế tộc khác sẽ không ra tay cũng bởi vì ước định này tất cả đế tộc mới từ đầu tới cuối duy trì quan hệ hảo hữu với nhau chỉ mộng hàm cười nhạt một tiếng, ta có lời muốn nói với Lăng Hàn, biểu ca ngươi đi vào trước đi. Liên Ngọc Đường sầm mặt lại, còn nói riêng với nhau. Trong lòng của hắn sinh ra sát cơ, nhưng trên mặt lại không mang theo chút biến hóa nào, chỉ gật đầu. Tốt, biểu muội cẩn thận một chút, dù sao nơi này rất nguy hiểm. Tốt, cảm ơn biểu ca. Chỉ mộng hàm tươi cười gật đầu, mặc dù Liên Ngọc Đường muốn lưu lại làm bóng đen nhưng có thể không chịu nổi chân hoàng truyền thừa dụ hoặc hiện tại vẫn phải tạm bỏ qua giai nhận ngược lại về sau cứ giết Lăng Hàn là được. Chờ Liên Ngọc Đường đi vào trong cung điện, chỉ mộng hàm đi về phía Lăng Hàn. Tại sao các người không đi vào? Nàng hết sức tò mò, với hiểu rõ của nàng về đoàn người Lăng Hàn, bọn họ nhất định là kẻ tích cực nhất. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, Tiểu Hồng đã tiến vào, một mình nàng là đủ. Xảy ra chuyện gì? Chỉ mộng hàm hỏi, Lăng Hàn nói chuyện xảy ra một lần, chỉ mộng hàm lắc đầu, ra hỏa này cũng quá hư hỏng, đáng thương Liên Ngọc Đường bị hắn hãm hại đi vào giả vờ giả vịt một chút đi bọn họ cũng tiến vào cung điện lăng hàn đi tìm nơi hẻo lánh luyện hóa bích liên quả đinh thụ nghĩ nghĩ quyết định tạm thời chia tách với đám người lăng hàn bởi vì hắn cũng là thiên tri kiêu tử đi cùng với lăng hàn chỉ bị áp chế hơn nữa còn tồn tại vấn đề phân phối tài nguyên cho nên hắn đơn độc hành động sẽ phù hợp ngược lại tất cả xem cơ duyên hắn cũng là có người có đại khí vận lăng hàn nuốt bích liên quả hắn vận chuyển đế kinh tiến hành luyện hóa giữa thiên địa có lực lượng kỳ lạ bị hắn rút đi trong thức hải hai cái linh thân đang tiến hóa cực nhanh đáng tiếc khi luyện hóa dược lực xong hắn vẫn không đạt tới nhị biến đỉnh phong một viên bích liên quả vẫn còn thiếu không ít ít nhất phải bốn viên mới có thể giúp hắn hoàn toàn tu thành một tiểu cảnh giới liên biểu ca còn chưa đủ ra sức lăng hàn tươi cười nghĩ làm sao hãm hại ra hỏa này kiếm nhiều chỗ tốt thêm một chút lúc này lại thấy tiểu hồng điều bay trở về đại công cáo thành nàng nói quả nhiên Nàng lại lấy ra một cái chìa khóa. Hai thanh, đám người lang hàn đi lòng vòng trong cung điện, bố cục của nơi này không khác cung điện đầu tiên lắm, nhưng trên trụ đá khắc họa nhân vật chính là một con khổng tước. Lúc trước khổng tước không có thành đế, hậu thế lại xuất hiện một thánh hoàng. Lang hàn cảm khái nói, hắn đã quen biết với khổng tước đế tộc, bạch ngân đế tử khổng vô dạng suýt nữa bị hắn đánh thành nhược trí. Cũng không lâu lắm, đám người liên ngọc đường nhao nhao trở về, xem vẻ mặt của bọn họ là biết không có thu hoạch được gì đương nhiên nét mặt lăng hàn ngưng trọng đương nhiên không thể lộ ra chân ngựa kỳ quái lại là tòa cung điện chống không lãng phí chúng ta nhiều thời giờ như vậy thật nhiều người đều phàn nàn không thu hoạch được gì lãng phí thời gian một cách vô ích đương nhiên cũng có thật nhiều người nhìn sang lăng hàn nơi này do lăng hàn mở ra hơn nữa tốc độ nhanh đến kinh người có phải ra hỏa này rõ nơi này như lòng bàn tay cho nên cho dù có người khác đi vào trước đồ vật mang tính then chốt vẫn bị lăng hàn đạt được Lăng Hàn chỉ làm như không biết, tất cả mọi người đã thăm dò hoàn tất, cũng không có cái gì nữa. Chỉ mộng hàm đã gặp được Lăng Hàn, đương nhiên sẽ đi cùng với Lăng Hàn, Liên Ngọc Đường khẳng định không cam tâm cho nên đi theo. Cho nên, chỉ đội ngũ bọn họ mặc dù đã không có đinh thụ, nhưng lại thêm vào chỉ mộng hàm và Liên Ngọc Đường, lại tăng thêm một người. Bọn họ không tiếp tục đi dọc theo sông Dung Nham, mà là tính toán phương hướng và khoảng cách, sau đó đi tới nơi có khả năng là cung điện thứ ba. Lăng Hàn lại giải thích với Trì Mộng Hàm, khi mở ra tất cả cung điện, nói không chừng bình chướng sông Dung Nham sẽ biến mất. Đây đúng là suy đoán của hắn, mà chìa khóa chính là dùng mở ra một ít bí tàng trong chân Hoàng Điện, đương nhiên hắn sẽ không nói. Đối với Lăng Hàn suy đoán như vậy, cho dù là Liên Ngọc Đường cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, cũng không có nói lời phản đối, mà lại yên lặng đi theo đám người Lăng Hàn. Hắn bây giờ đang kìm nén, hắn muốn tìm cơ hội xử lý Lăng Hàn, lại không cho Trì Mộng Hàm nhìn ra đầu mối tốt nhất là gặp bầy hung thú, như thế hắn chỉ cần ngáng chân là có thể giết Lăng Hàn, khi đó không có gì không tốt. Ân, chờ mở ra tất cả cung điện, bọn họ đi được hai ngày, đột nhiên có tiếng giống lớn vang lên. Mọi người đều run rẩy, nhưng không phải lộ ra vẻ sợ hãi, mà là hứng thú. Hai ngày sau bọn họ nhìn thấy thực vật đỏ thấm nhưng không có gặp được sinh linh nào, hiện tại đột nhiên nghe có một tiếng thú giống, ngược lại làm cho bọn họ cảm thấy tức giận. Đi xem một chút, Liên Ngọc Đường nói. Tất cả mọi người không có phản đối, đi xem thì đi xem, nói không chừng sẽ có thu hoạch gì đó. Bọn họ lần theo tiếng thú giống, nhưng đi không bao xa đã thấy trên bầu trời xuất hiện bóng đen. chương 4795, cửu đằng hỏa nguyên quả. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đó là một con hung thú cực lớn, hình dáng như hùng sư, bên cổ mọc đầy lông bầm đỏ rực, trên lưng còn mọc ra hai cánh khổng lồ dương mở ra như phô thiên cái địa. Cho dù đám người lăng hàn ở cách xa, thời điểm hung thú mở cánh ra, bọn họ vẫn có thể cảm giác được kình phong rất mạnh thổi tới giống như gió lốc. Hỏa dược sư, Liên Ngọc Đường lập tức nói với chỉ mộng, nói, hung thú rất hiếm thấy, nghe nói đã sớm diệt tuyệt. Hỏa dược sư sinh ra thất khiếu linh lung tâm, có hiệu quả trị thương cho nên, trước đây thật lâu đã bị bắt giết không sai biệt lắm, không nghĩ tới nơi này còn có thể gặp được một con. Hắn tự nhiên cố ý khoe khoang học thức, cũng thu hoạch ánh mắt bội phục của giai nhân. Nhưng chỉ mộng hàm còn không có gì biểu thị, tiểu thanh long và đại hắc cầu lại lộ ra vẻ mặt chấn kinh. Liên biểu ca, ngươi hiểu thật nhiều, ta thật bội phục ngươi nha. Hai con hàng này dùng ánh mắt tỏa sáng và mê đắm nhìn sang, liên ngọc đường nổi ra gà. Con hỏa rực sư này đan dùng móng vuốt bắt lấy man nghiêu, hiển nhiên là con mồi của nó. Rõ ràng con man nghiêu dài 10 trượng nhưng lại trở nên nhỏ bé dưới móng vuốt của hỏa dược sư. Nơi có hỏa dược sư sẽ có cửu đã ếch hỏa nguyên quả. Đây chính là đồ tốt, Liên Ngọc Đường tiếp tục nói, hắn hơi lộ ra vẻ kích động. Cửu đăng hỏa nguyên quả có thể giúp tu vi hắn tiến nhanh sau khi tiến vào tiểu thừa cảnh, cho nên hắn rất động tâm. Đi, hắn ra lệnh, thân là thế hệ hoàng kim, lại là hóa linh cửu biến, đương nhiên hắn tự cho rằng mình là đội trưởng. Lăng Hàn cũng không có phản đối, bởi vì hắn rất hứng thú với cửu đăng hỏa nguyên quả. Nhưng mà, thực sự đánh ngã hỏa dực sư chẳng phải sẽ đoạt thứ ăn trong miệng liên ngọc đường hay sao? Hắn vừa tự hỏi vừa truy kích hỏa dực sư trên cao nếu như liên ngọc đường biết rõ trong lòng của hắn suy nghĩ khẳng định sẽ cười to ha ha thật sự là quá buồn cười chỉ là hóa linh nhị biến lại còn muốn đoạt thức ăn trong miệng hóa linh cửu biến suy nghĩ nhiều quá không bao lâu bọn họ thấy đầu thân thể hỏa dược sư đáp xuống nó tiến vào một sơn cốc mọi người vội vàng đuổi theo nhưng tốc độ chậm lại và tiến vào trong sơn cốc sao huyệt hỏa dược sư rất dễ tìm lúc này đi tới một vách đá lớn đã nhìn thấy hỏa dược sư đứng phía trên nó đang ăn như gió cuốn con man như kia còn chưa chết, nó không ngừng rên gì. Bên trái tảng đá có một gốc cây leo già kết ra chín trái cây đỏ rực. Cửu đăng hỏa nguyên quả, Liên Ngọc Đường nói, trên mặt còn mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Thật sự là vận khí, gốc tiên dược này đã mọc ra dây leo thứ 9, nó cho ra trái cây đủ chất lượng và số lượng, tất cả đều đạt đến đỉnh phong. Cửu đăng hỏa nguyên quả phá đất chui ra ngoài, 3.000 năm mới có thể dài ra một gốc dây leo, sau đó nở hoa kết trái, nhưng chỉ có một viên trái cây, sau đó lại ba ngàn năm, mọc ra dây leo thứ hai, kết ra hai trái cây. Kéo dài suốt ba vạn năm mới có thể mọc ra chín dây leo, kết ra chín trái cây, đối với thánh nhân mà nói, thời gian như vậy cũng rất dài. Dù cho cách xa như vậy, bọn họ vẫn có thể ngửi được mùi thơm, lỗ chân lông của mọi người nở ra, đạo tắc như nước rót vào trong người. Liên Ngọc Đường không nói hai lời, hắn lập tức lao ra ngoài. Hắn hết sức tự phụ, cũng không cần tuyệt chiêu gì, hắn vung tay chém xuống đạo tắc chém về phía hỏa dược sư. Việc này cũng chọc giận hung thú, nó dương cánh lao tới tấn công liên ngọc đường. Nó vô cùng hung hãn, một móng vuốt chém ra binh khí hình loan đao tấn công đạo tắc đang đánh tới. Phốc, kinh khí và đạo tắc va chạm, sau đó cả hai cùng tan rã. Ân, liên ngọc đường kinh ngạc, một kích của hắn bị phá giải. Lúc này, hỏa dược sư đã lao lên phía trước, nó vung vuốt. Dương cánh và vô số đạo tắc hóa thành lợi kiếm chém về phía Liên Ngọc Đường. Liên Ngọc Đường hừ một tiếng, hắn dùng nhục quyền đấu với hỏa dược sư thế hệ hoàng kim thật sự cường đại đánh ra từng quyền làm hỏa dược sư không có cách nào đối kháng phải biết tu giả đấu với hung thú điểm mạnh nhất chính là triệu hồi linh thân ra đấu khi đó chiến lực sẽ gia tăng gấp bội mà chín cái sẽ khủng bố cỡ nào hung thú mạnh thế nào chiến lực cá nhân nhục thân cường hoành cho nên liên ngọc đường có thể không sử dụng linh thân vẫn có thể nghiền ép hỏa dược sư có thể thấy được chiến lực của hắn biến thái đến cỡ nào thế hệ hoàng kim đều kiêm tu thể thuật, giữ vững cùng cảnh giới tương đương, cũng không phải tùy tiện tu chơi một chút. Bởi vì hỏa dực sư quý giá là ở trái tim, cho nên liên ngọc đường hoàn toàn không cần hạ thủ lưu tình, cường thế áp chế, chỉ qua mười mấy chiêu, hắn đã đánh chết hỏa dực sư. Bành, lại thấy man nghiêu rơi từ trên tảng đá xuống dưới, bụng của nó bị hỏa dực sư xé rách lỗ thủng lớn, còn bị ăn hết một chút nội tảng, hung thú hóa linh cảnh có sinh mệnh lực ương ngạnh không gì sánh được, chỉ cần có hy vọng sống thì nó sẽ chạy trốn lăng hàn thịt 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 hổ nữ vội vàng nói hai mắt đang phát sáng lăng hàn gật đầu hắn xuất thủ bắt lấy man nghiêu bò ò à, man nghiêu kêu một tiếng cho dù không có linh trí nhưng nó cũng biết nguy hiểm nó biết nếu không chạy thì sẽ chết lên ngọc đường thét dài một tiếng hắn nhảy lên khối đá kia mục tiêu của hắn đương nhiên là cửu đằng hỏa nguyên quả không khí nơi này đầy nguyên tố hỏa diễm chỉ cần tốc độ nhanh một chút chỉ có gió thổi qua cũng sinh ra lực phá hoại kinh người nhưng việc này không thể làm khó thế hệ hoàng kim hóa linh cửu biến, thể phách của hắn rất mạnh. Ngô, chẳng qua hắn vừa vun tay ngắt lấy cửu đằng hỏa nguyên quả thì kêu lên đau đớn, hắn lập tức thu tay về, vẻ mặt đầy đau đớn. Hắn nhìn lòng bàn tay một chút, trong lòng bàn tay có dấu bị đốt. Xảy ra chuyện gì, hắn sử dụng thần thức cảm ứng mới phát hiện trên cửu đằng hỏa nguyên quả bị đạo tắc phong tỏa, thời điểm hắn vươn tay ra đã bị đốt. Khó trách trái cây trên dây leo đã chín nhưng hỏa dược sư cũng không có ăn, không phải không muốn mà là không thể hắn ý đồ mở quy tắc nhưng vô dụng cấp độ quy tắc ít nhất cũng là giáo chủ thậm chí còn cao hơn một bậc không phải hắn hiện tại có thể đối kháng nhìn chín bảo quả trước mặt nhưng không thể hái hắn đau lòng cỡ nào hắn nếm thử đủ kiểu lại hoàn toàn không có biện pháp lúc này mới nhảy xuống không có cách nào hắn nói có hỏa diễm đạo tắc cường đại phong tỏa ta không cách nào ngắt lấy mấy quả trái cây kia đáng tiếc hắn lắc đầu nếu như hái hắn sẽ phân cho chỉ mộng hàm một viên, đám người Lăng Hàn nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta có thể thử một chút chứ. Lăng Hàn mở miệng, chương 4796, lại đánh cược. Liên Ngọc Đường sướng sờ, người muốn thử một chút. Ha ha, ngay cả ta cũng bất lực, người có thể làm cái gì. Hắn không nhịn được cười nhạo, bởi vì Lăng Hàn nói ra muốn thử một chút chẳng khác nào đang khiêu khích hắn. Liên biểu ca, không nên quên, trước đó Lăng Hàn mở ra cửa lớn cung điện trước đó. Đại hát Cầu nhắc nhỏ, biểu ca em gái ngươi liên ngọc đường thật sự muốn dẫm chết đại hát cẩu hắn là người đại hát cẩu là yêu ngươi gọi biểu ca biểu ca kêu quen thuộc như vậy làm gì hắn hừ một tiếng nói cung điện là cung điện trận pháp là cấm chế nhưng nơi này hoàn toàn khác biệt nơi đó chính là hỏa diễm quy tắc ngăn cản cửu đằng hỏa nguyên quả ở phía sau chỉ cần thực lực của ngươi không đạt ngươi không cách nào phá giải đây là liều thực lực hoàn toàn không quan hệ gì với trận pháp vậy chúng ta lại đánh cược lăng hàn nói nói đến đánh cược liên ngọc đường lại trở nên lúng túng trước đó hắn cũng đánh cược với lăng hàn một lần hắn bại thảm hại lần này lại tới nhìn dáng vẻ lăng hàn như đã tính trước hắn thực sự có chút bồn chồn đánh cược như thế nào đánh cược gì đương nhiên hắn khẳng định là không thể nhận thua lăng hàn cười một tiếng đánh bạc ta có thể lấy được cửu đằng hỏa nguyên quả hay không nếu có thể tất cả bảo quả thuộc về ta nếu không nói được ha ha vậy dĩ nhiên tất cả đừng nói liên ngọc đường trầm ngâm đương nhiên hắn không tin lăng hàn có thể xông phá hỏa diếm quy tắc phong tỏa bởi vì làm thế cần dựa vào thực lực nếu lăng hàn thất bại đối phương cũng không có tổn thất gì làm cho đối phương tự nhận rác rưởi không được hắn không thể mở đạo tắc chẳng phải cũng đang mắng mình hay sao được hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu tiểu tử này quá hả hê cho rằng mở được cửa cung điện là có thể lật trời hừ ta nhìn ngươi đụng vào tường một lần lăng hàn cười một tiếng hắn leo lên vách núi. Hắn đã sớm mang theo tiểu hồng điểu, nó đang dùng song chảo bám vào vai của hắn, trên mặt luôn mang theo khinh bỉ, bởi vì nàng biết rõ, Lăng Hàn lại muốn dùng nàng trang bức. Rất nhanh, Lăng Hàn đã bò lên tảng đá lớn. Tiểu hồng, bây giờ nhìn ngươi. Lăng Hàn nói, tiểu hồng điểu lườm hắn một cái, lúc này mới vỗ cánh bay sang. Nàng bay sang hỏa diễm đạo tắc, sau đó chậm lại, cẩn thận rút ra một cây lông vũ giỏ xét phía trước lông vũ đụng vào hỏa diễm đạo tắc nhưng không có gây nên bất cứ động tính gì lang hàn cũng nhìn vào trong mắt hắn cũng gật đầu tiểu hồng điều quả nhiên trời sinh thân cận hỏa diễm đạo tắc liên ngọc đường trực tiếp bị đốt bị thương tay tiểu hồng điều không tổn thương cọng lông tiểu hồng điều than thở ai đụng phải một gia hỏa như thế căn bản không xem mình là hậu duệ của thần thú mà là làm khổ sai bảo nàng làm cái này làm cái kia có biện pháp nào sao nàng bắt đầu ngắt lấy cửu đằng hỏa nguyên quả hai ba lần mà thôi chín tiên quả đã nằm trong tay của nàng. Ây, cho ngươi, nàng ném tiên quả cho Lăng Hàn. Khác với những người khác, nàng lấy tiên kim làm thức ăn, tiên quả không thể gia tăng tu vi của nàng, chỉ có thể xem như giải thèm mà thôi. Bọn họ một người một chim phối hợp rất ăn ý, Lăng Hàn ngăn cản phía trước, người phía dưới không thể nhìn rõ phía trên xảy ra chuyện gì. Lăng Hàn thả người bay xuống mặt đất, ngươi, liên ngọc đường im lặng, hắn thấy được, chín trái cây trên dây leo đã biến mất. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phá hư hỏa giếm quy tắc cần dựa vào thực lực, tuyệt đối không phải một chút tiểu thủ đoạn gì đó, cho nên hắn không nghĩ ra, thực lực của Lăng Hàn còn yếu hơn hắn rất nhiều, vì cái gì làm được việc hắn không làm được. Hắn muốn bảo Lăng Hàn giao ra chín tiên quả cỡ nào, nhưng trước đó chính miệng đáp ứng đánh cược với Lăng Hàn, hơn nữa còn ở trước mặt Trì Mộng Hàm, hắn không thể ném mặt mũi của mình đi. Nếu như không có Trì Mộng Hàm, hắn sẽ trực tiếp giết người đoạt quả. Cửu đăng hỏa nguyên quả bán không? hắn hỏi Lăng Hàn, trong nội tâm rất ủy khuất, đây là tiên quả hắn phát hiện, là hắn xử lý hung thú, tiên quả nên thuộc về hắn, vì cái gì hắn lại cầu xin Lăng Hàn bán cho mình. Lăng Hàn nhún vai, không có ý tứ, ta không có dự định bán, đụng một cây đinh, sắc mặt liên ngọc đường càng khó coi. Hắn rất muốn suốt quyền đánh chết Lăng Hàn, nhưng nhìn chìm mộng hàm, hắn áp chế cảm giác kích động của mình. Nhất định phải tìm một cơ hội xử lý Lăng Hàn, như thế, cửu đằng hỏa nguyên quả sẽ nằm trong tay của hắn. Lăng Hàn hết sức hài lòng, cửu đăng hỏa nguyên quả không phải ngũ tinh, mà là tiên quả lục tinh, chính là thứ gia tăng tu vi cho giáo chủ. Nhưng em mờ, bây giờ không phải thời điểm phân phối và luyện hóa. Đi thôi, tiếp tục đi tới. Bọn họ xuất phát đi tới cung điện thứ ba, nếu như nó có tồn tại. Lại qua mấy ngày, bọn họ đã đi tới nơi cần tới. Giống như lần trước, trên quảng trường nơi này có rất nhiều người đang đứng, không cách nào phá mở cấm chế trên cửa lớn, chỉ có thể chờ bên ngoài quảng trường. Lăng Huynh, Thủy Nhất cũng ở đây, hắn nhanh chân đi về phía Lăng Hàn. Thủy Nhất Huynh, Lăng Hàn gật đầu, hai người nói chuyện phía một lúc, Lăng Hàn liền nói. Được rồi, ta phải đi mở cửa. a à, Lăng Huynh còn có năng lực này. Thủy Nhất kinh ngạc, hắc hắc, Lăng Hàn mang theo Tiểu Hồng Điểu đi tới cửa lớn, hắn bảo Tiểu Hồng Điểu thè lưỡi là muốn chính mình trang bức. Lập lại chiêu cũ, cửa lớn cung điện mở ra, sau khi tất cả mọi người giật mình và lập tức chui vào trong. Đây là chân hoàng điện cực lớn mặc dù liên ngọc đường đã thất vọng một lần nhưng vẫn không nhịn được đi tìm kiếm. Vạn nhất có ở đây thì sao? đợi những người này đều đi, lăng hàn lại phân cửu đằng hỏa nguyên quả cho nhau. khổ nữ, nữ hoàng, trì mộng hàm, đại hắc cẩu, tiểu thanh long, ngay cả sắc chư cũng được một quả, còn lại ba quả thuộc về lăng hàn. đây là những người khác nhất trí với nhau. bọn họ lập tức bắt đầu luyện hóa tiên quả. những người kia lục soát tiên quả một vòng, không có thời gian mấy ngày thì đừng mơ tưởng. Thời gian quý giá, không thể lãng phí, mọi người đều ăn quả, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Đế kinh gia trì, bọn họ luyện hóa tiên quả cực nhanh. Hai ngày sau, dược lực đã bị hấp thu toàn bộ, Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long không thể áp chế tu vi, cho nên bọn họ nhất định phải đột phá. Đột phá tại nơi này sẽ có thiếu hụt, dù sao nơi này không phải đại thế giới chân chính, nhưng có Cửu Đăng Hỏa Nguyên Quả, gốc cây này 3 vạn năm mới thành thục như hiện tại, cho nên hiệu quả của nó hết sức kinh người. Cho nên Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cẩu đột phá cũng không có gì, sau khi ra ngoài lại đánh bóng căn cơ lần nữa, khi đó có thể giải quyết vấn đề. Lăng Hàn một đường hát vang tiến mạnh, trước tiên hắn đạt tới nhị biến đỉnh phong, sau đó hắn phục dụng một quả để tạo thành linh thân thứ ba. chương 4797, Hỏa Phu Tộc Đáng tiếc, sau khi ăn xong cửu đằng hỏa nguyên quả, Lăng Hàn chỉ có thể dừng bước ở tam biến hậu kỳ, khoảng cách đột phá tứ biến còn một đoạn. Nhưng mà chiến lược của ta, Lăng Hàn tùy ý vùng với năm ngón tay, giống như trước mặt có gốc thụ cầm, ba ba ba, quy tắc không ngừng lưu chuyển giữa ngón tay, có sức mạnh đáng sợ bộc phát. Hiện tại, ta có lòng tin đánh bại thế hệ bạch ngân lục biến. Lăng Hàn tươi cười, hơn nữa, bởi vì đế tử có thủ đoạn đại đế chống cự thần thức công kích, nếu không, hắn sử dụng sát khí xung kích cùng huyền cảnh hắc mang làm phụ trợ, có lẽ hắn có thể đánh bại cả thất biến. Đương nhiên phải cảm tạ liên biểu ca thật tốt, không có hắn vất vả trợ giúp, Lăng Hàn làm sao đạt được cửu đằng hỏa nguyên quả. Dù sao, có hung thú cửu biến đáng sợ canh gác, Lăng Hàn lúc ấy chỉ là nhị biến, nếu hẳn sông lên cũng chỉ tự tìm đường chết. Khi bọn họ hoàn thành luyện hóa cửu đằng hỏa nguyên quả, người tiến vào cung điện dò xét đều quay về, tất cả đều cao mày và thất lạc. Việc này là đương nhiên, mọi người ở chỗ này đều hao tổn mấy tháng nhưng chẳng có gì. Không, bọn họ ôm hy vọng đạt được chân hoàng truyền thừa, kết quả lại là công dã tràng, tương phản quá mạnh. Những người này không biết tiểu hồng điều đã sớm mang chìa khóa thứ ba trở về. Lăng Hàn chắc chắn sẽ không lộ ra, sau khi nói một tiếng liền dẫn mọi người rời đi. Chỉ mộng hàm sẽ đi cùng bọn họ, sắc mặt liên ngọc đường tối tăm nhưng vẫn đi theo. Bọn họ tiến lên tìm kiếm cung điện thứ tư có khả năng tồn tại, trên đường còn phát hiện tiên dược ngũ tinh, đáng tiếc là tiên dược kết ra trái cây đã bị người ta hái đi. Không có biện pháp, bọn họ cần phải lễn đường, bỏ ra thời gian mấy ngày, quả nhiên bọn họ phát hiện cung điện thứ tư. Nhưng mà làm cho Lăng Hàn kinh ngạc chính là, mặc dù tòa cung điện này giống ba tòa trước nhưng trên quảng trường không có mấy người đang chờ bởi vì cửa lớn cung điện đã mở ra a à, lăng hàn nhìn về phía tiểu hồng điểu nói người có huynh đệ tỉ muội hay không hừ người ta là độc nhất vô nhị tiểu hồng điểu vô cùng cao ngạo vậy ai mở cung điện này những người kia không cùng tiến lên với chúng ta Chỉ mộng hàm nói rất nhanh lăng hàn gật đầu mặc dù trên quảng trường cũng có mấy người đang đứng nhưng cũng không phải đang chờ đợi mà là đang đánh nhau luận bàn lực lượng sôi trào cũng khó làm một viên gạch bị tổn thương nhìn kỹ trang phục của bọn họ bọn họ có phong cách khác biệt lại nhìn kỹ da của bọn họ trên da có từng hoa văn đỏ rực chẳng lẽ là thổ dân tất cả mọi người kinh ngạc ba tòa cung điện khác đóng chặt nơi này lại xuất hiện thổ dân hơn nữa nhìn dáng vẻ còn là nhân tộc đi xem một chút liên ngọc đường nói hắn là kẻ tài cao gan cũng lớn hơn nữa tự trọng rất cao hoàn toàn không thèm để ý tới suy nghĩ của đám người lăng hàn hắn trực tiếp tung người tiến về phía quảng trường lăng hàn nghĩ nghĩ hắn gật đầu với đám người nữ hoàng và lao ra ngoài a à, lại có người tới nhìn thấy đoàn người lăng hàn mấy thổ dân đối luyện dừng tay mỹ nữ một người trong đó thấy rõ dung nhan chỉ mộng hàm ánh mắt sáng lên và dùng khuỷu tay chạm vào người bên cạnh của ta không của ta ta là người đầu tiên nhìn thấy là của ta bọn họ có tất cả năm người cả năm cùng kêu lên và chen lấn xông tới giống như chỉ cần hắn nói thỏa thì trì mộng hàm sẽ thuộc về một trong năm người. Hừ, thật to gan, Liên Ngọc Đường thì cười lạnh, chỉ là thổ dân cũng dám đánh chú ý lên nữ nhân hắn nhìn chúng. Chạy đến chỗ của chúng ta, người còn dám phách lối. Một tên thổ dân cười lạnh nói, Liên Ngọc Đường bật cười, nhưng hắn là thế hệ hoàng kim, hiện tại có kẻ dám ngông cuồng với mình. Chuyện cười lớn, muốn chết, hắn vươn tay tấn công năm tên thổ dân, oanh, lực lượng đáng sợ sôi trào, thế hệ hoàng kim kiêm tu thể thuật, dù không sử dụng đạo tắc thì chiến lực vẫn mạnh kinh người. Năm tên thổ dân liên thủ nghênh đón nhưng lực lượng vừa tiếp xúc đã bị đánh thổ huyết, bọn họ đều bị đánh bay ra ngoài. Việc này là do Liên Ngọc Đường hạ thủ lưu tình, bằng không năm người này đã chết, thực lực chênh lệch quá lớn, chỉ có bị miểu sát mà thôi. Dù sao đây là địa bàn của người ta, Liên Ngọc Đường không biết bên trong cung điện này có cao thủ gì hay không, cho nên hắn không có hạ sát thủ, tránh kết tử thù hắn ngạo thì ngạo nhưng không phải không có đầu óc bằng không hắn làm sao trở thành thế hệ hoàng kim hắc hắc dám đến hỏa phu tộc chúng ta nháo sự lá gan của ngươi thật lớn trong tiếng cười lạnh chỉ thấy một thanh niên chắp tay đi ra hắn có dáng người thon gầy hai tay cởi trần có thể nhìn thấy hình xăm hỏa diễm trên cánh tay của hắn lang hàn nhìn lướt qua cảm thấy đây cũng là trời sinh cũng không phải tự xăm lên tay liên ngọc đường nhìn người trẻ tuổi kia nói ngươi không phải là đối thủ của ta đổi người có thể làm chủ tới người trẻ tuổi kia tức điên nạp lan phi nhạc ta chính là đệ nhị cao thủ của hỏa phu tộc người lại dám xem nhẹ ta ha ha đệ nhị cao thủ đấy liên ngọc đường lắc đầu nói đi đổi đệ nhất cao thủ tới đi hắn tiện tay đánh ra một trường oanh đạo tác đan vào nhau và hóa thành bàn tay màu xanh nạp lan phi nhạc khiếp sợ thực lực của đối phương quá đáng sợ hắn tuyệt đối không phải đối thủ đúng là cao thủ lại có giọng nói vang lên xèo một bóng người trống rỗng xuất hiện ở nơi đây cũng là một người trẻ tuổi hắn tỏa ra khí khái hào hùng bừng bừng trên tay trần có hình xăm hỏa thụ đôi mắt của liên ngọc đường co rút người này tuyệt đối không đơn giản tại hạ liên ngọc đường các hạ xưng hô như thế nào hắn thản nhiên nói nạp lan hỏa thụ người trẻ tuổi cười một tiếng nói đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của hỏa phu tộc thế hệ hiện tại liên ngọc đường càng không dám khinh thường tên đệ nhị cao thủ này chính là hóa linh bát biến trở lên hiện tại đệ nhất cao thủ chạy tới, hắn có tu vi gì? Giáo chủ, mặc dù hắn là thế hệ hoàng kim, hắn rất châu bò nhưng không đại biểu hắn có thể ngang hàng với giáo chủ, cho dù là giáo chủ yếu nhất. Mấy người này nhục nhã đồng bạn của ta, cho nên ta xuất thủ dạy dỗ bọn chúng. Liên Ngọc Đường khó được giải thích một câu, nạp lan hỏa thụ nhìn sang năm người kia, xảy ra chuyện gì, năm người kia mồm năm miệng 10 nói một lần, cũng không có tam giảm sự thật. Nạp lan hỏa thụ nghe xong, hắn cười nói. Liên huynh, người không hiểu rõ hỏa phu tộc chúng ta rồi, ở trong tộc chúng ta, nữ nhân chính là một loại tài phú, cho nên, nữ nhân vô chủ đương nhiên sẽ bị người ta tranh đoạt. Nhưng nếu là đồng bạn của Liên huynh, thật xấu hổ, ta thay mặt bọn họ xin lỗi. Đám người lăng hàn nhìn nhau, hỏa phu tộc này cũng quá nguyên thủy, lại xem nữ nhân thành tài phú. chương 4798, át chủ bài. Nhưng mà, đã người ta tập tục chính là như thế, cái kia trước đó xúc phạm chỉ có thể nói là văn hóa xung đột, không trách được bọn họ. Làm cho Lăng Hàn không hiểu là, đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ cường đại, còn châu bò hơn cả thế hệ hoàng kim, vì cái gì nạp lan hỏa thụ lại khách lại khách khí với liên ngọc đường như thế. Hắn cũng không tin tưởng hỏa phu tộc là tộc đàn giảng đạo lý, đối xử với một đám người xa lạ mà nói, thực lực đương nhiên là chấn nhiệp tốt nhất. Các vị tới từ đầu, có thể nhìn thấy những cung điện này, nạp lan hỏa thụ hỏi, hắn chỉ vào cung điện to lớn sau lưng. Chúng ta đến từ cung điện khác, Liên Ngọc Đường đại diện toàn quyền mọi người nói chuyện, đương nhiên là do hắn tự phong. Ánh mắt đám người hỏa phu tộc sáng lên, bọn họ rất kích động, cho dù là nạp lan hỏa thụ che giấu tốt cũng không thể không kích động, nói. Các ngươi mở cửa cung điện, Liên Ngọc Đường gật đầu, dễ như trở bàn tay, khốn kiếp, thật không biết xấu hổ, cửa điện rõ ràng là lang hàn mở ra, có quan hệ gì với hắn. Tiểu Hồng Điều cũng xem thường, rõ ràng là nàng mở ra, Lăng hàn không biết xấu hổ lại nhất định phải ôm mình trên người lần này nạp lan hỏa thụ lộ ra vẻ kích động khó nén vậy các ngươi tìm được cái gì trong cung điện liên ngọc đường lại không ngốc lúc này hỏi ngược lại cung điện có đồ vật gì đáng giá hỏa thụ huynh nhớ thương nạp lan hỏa thụ trầm ngâm nói nếu như liên huynh có thể cho ta sme đồ vật ngươi đạt được trong cung điện ta có thể nói cho liên huynh biết biện pháp đạt được chân hoàng truyền thừa và biện pháp rời khỏi nơi đây câu nói này đã đánh thẳng vào nội tâm của liên ngọc đường hắn hơi biến sắc hắn vào nơi này làm chi không phải bởi vì chân hoàng truyền thừa sao hiện tại cuối cùng đạt được manh mối hắn cũng sinh ra ba động nhưng vấn đề là hắn cũng không có đạt được món đồ gì cả hắn làm sao nói đây liên huynh người suy tính như thế nào nạp lan hỏa thụ hỏi ánh mắt sáng rực liên ngọc đường cười nhạt một tiếng quan hệ trọng đại ta cần lại nghĩ một chút câu nói này mặc dù có ý từ chối nhưng không phá hỏng đường thương lượng hơn nữa còn để lộ ra một tin tức đó chính trong tay hắn có đồ vật mà đối phương cần hiện tại hắn muốn tay không bắt sói. Lăng Hàn hơi suy nghĩ, tòa cung điện này đã mở ra, chìa khóa đối ứng cũng nên nằm trong tay hỏa phu tộc. Đàm phán với đối phương, Lăng Hàn âm thầm lắc đầu, đàm phán căn cứ vào thực lực song phương ngang nhau, nếu không, đàm phán cái rắm, cứ xuất thủ cướp đi là được. Trông cậy vào người ta giảng đạo lý cùng ngươi, ha ha, ngay cả lão bà của ngươi cũng bị người ta cướp đi đấy. Lăng Hàn quyết định án binh bất động trước tiên, hắn cũng thăm dò tình huống của hỏa phu tộc rồi nói sau hơn nữa hiện tại có liên ngọc đường hấp dẫn hỏa lực ở phía trước bọn họ rất an toàn bọn họ cũng không có lỗ mãng tiến vào cung điện mà là nghỉ ngơi tại nơi này ngược lại đều là võ giả bọn họ không cần bắt bẻ hoàn cảnh chờ đợi hai ngày sau bọn họ cũng mò ra tình huống của hỏa phu tộc không biết vì nguyên nhân gì trong bí cảnh này mặc kệ là hung thú hay võ giả tu luyện hạn mức tu luyện cao nhất chính là hóa linh cảnh cho nên dù là đời trước của hỏa phu tộc cũng chỉ là hóa linh cảnh cũng không có tồn tại cấp giáo chủ bởi vì như thế thái độ của liên ngọc đường lập tức đại biến không còn thận trọng như ban đầu nhưng hắn là thế hệ hoàng kim cao thủ hóa linh cử biến hắn gần như vô địch trong cảnh giới này lấy một địch mười khẳng định không có vấn đề hắn trực tiếp trở mặt muốn hỏa phu tộc nói ra sở hữu bí mật cái này đương nhiên không thể đàm luật lập tức nhắc lên chiến đấu nạp lan hỏa thụ xuất thủ đấu với liên ngọc đường đệ nhất cao thủ của hỏa phu tộc thế hệ này quả nhiên bất phàm hắn cũng là hóa linh cửu biến kỳ thật không khó đạt tới chỉ cần ở chân ngã cảnh tu ra chín cái chân ngã là được nhưng mà chất lượng chân ngã lại ảnh hưởng lớn tới uy lực của linh thân bởi vậy cùng là cửu biến nạp lan hỏa thụ còn yếu hơn liên ngọc đường một đoạn lại thêm tiên thuật tranh lệch từ đó chiến lược bị kéo ra khá xa nhưng trong tình huống chiến lược thua thiệt hình xăm trên cánh tay nạp lan hỏa thụ giống như sống lại vào lúc hắn đấm ra một quyền sẽ xuất hiện hỏa điều hỏa điều vỗ cánh lao tới tấn công liên ngọc đường hỏa diễm quy tắc đáng sợ bộc phát và bóp méo không gian. Cho dù là Liên Ngọc Đường cũng không dám chủ quan, không thể không vận chuyển đế thuật, lúc này mới khó khăn lắm ngang hàng với nhau. Đám người Lăng Hàn đều kinh ngạc, cũng giật mình vì chiến lực của Nạp Lan Hỏa Thụ. Có thể va chạm khí lực với thế hệ Hoàng Kim, từ đó có thể thấy đối phương rất hung hãn. Nhưng đây chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, Nạp Lan Hỏa Thụ bộc phát được nửa phút, khí thế của hắn dần dần giảm đi. Đúng lúc này, trong cung điện xuất hiện chín lão giả, bọn họ không nói hai lời đã cùng nhau cầm quải trượng lao tới tấn công liên ngọc đường. Oanh, những quải trượng này đều là pháp khí, hơn nữa còn cực kỳ trâu bò, một trượng quét qua, một đám hỏa điều xuất hiện và lao tới tấn công. Uy lực này quá lớn, liên ngọc đường cũng không dám ngang hàng, hắn không thể không lội lại, tạm thời tránh mũi nhọn. Tiểu bằng hiểu, người nên tuân theo quy củ, một lão giả từ tốn nói, liên ngọc đường hơi do dự nhưng cuối cùng hắn không có xuất thủ. Một trọi một, hắn có thể dùng một tay tùy ý chân áp một lão giả, thậm chí chín lão giả liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Vấn đề xuất hiện từ quải trường của bọn họ, tuyệt đối là pháp khí thất tinh, có bí pháp của bọn họ thúc dục, uy lực cũng đạt tới chuẩn giáo chủ. Việc này làm cho hắn cảm thấy kiêng kỵ, nhất là đối phương có tới 9 người, hắn lo trước lo sau, lúc này mới dừng tay. Đắc tội, Liên Ngọc Đường chắp tay, sở dĩ muốn dùng thực lực là vì hắn bất đắc dĩ, bởi vì hắn cũng không đạt được vật gì trong cung điện, hắn lấy cái gì trao đổi tình báo một hồi phong ba tạm thời tiêu tán nhưng mọi người đều biết ngăn cách không thể tiêu trừ ngày thứ hai liên ngọc đường lại tìm lăng hàn đi theo ta hắn trực tiếp phân phó cũng không nói đi đâu vì cái gì muốn hắn đi vì cái gì đương nhiên lăng hàn sẽ không đi liên ngọc đường không kiên nhẫn nói đương nhiên là đi tìm tòa cung điện thứ năm lần này hắn nhất định phải đạt được đồ vật trong đó lăng hàn lắc đầu thứ nhất người cũng không phải là cái gì của ta cả, không có tư cách ra lệnh cho ta. Thứ hai, người dùng thái độ này nhờ người, ha ha, người nên mời người cao minh khác đi. Lăng Hàn, người không nên cho thể diện mà không cần. Liên Ngọc Đường uy hiếp, phải biết rằng, có thật nhiều đế tộc đều muốn mạng của Lăng Hàn, nếu hắn giết Lăng Hàn, đây chính là ân tình không nhỏ. Cho nên, hắn không có ra tay giết người cũng vì cho Lăng Hàn đủ mặt mũi. Người còn muốn thế nào? mươi 4799, cưỡng ép lăng hàn lắc đầu ngươi mời người cao minh khác đi ta không có hứng thú ta mở miệng ngươi còn muốn ra sức khước từ liên ngọc đường hừ một tiếng hẳn ngang nhiên xuất thủ bắt lấy lăng hàn chỉ là hóa linh nhị biến hắn vung tay là có thể chấn áp ánh mắt lăng hàn phát lạnh hắn phát động năng lượng hủy diệt hóa thành một thanh kiếm chém tới a à, liên ngọc đường kêu lên đau dớn hắn đánh ra một kích bị đánh rách mặc dù không có bị cắt ra nhưng hắn cũng ngạc nhiên hơn nữa còn tạo thành phản vệ nhất định cho bản thân hắn chỉ là hóa linh nhị biến tại sao lợi hại như vậy hắn cũng không biết rõ lăng hàn đã tăng lên tam biến cho dù đạt tới tam biến hay tứ biến cũng không thể lợi hại như thế tranh lệch cảnh giới vẫn lớn như trời hơn nữa hắn còn là thế hệ hoàng kim khó trách kẻ này được xưng là sát thủ đế tử thật sự là bất phàm liên ngọc đường cảm thấy mình thực sự xem thường lăng hàn không có biện pháp thế hệ hoàng kim từ lúc vừa ra đời bắt đầu mang theo hào quang trói mắt bọn họ cực kỳ có hy vọng thành đế kiêu ngạo là bình thường nhưng bây giờ hắn cuối cùng đã ý thức được kẻ đến sau đang đuổi theo hắn đang đuổi theo và trùng kích thế hệ hoàng kim nếu như đánh nhau cùng cấp hắn là đối thủ của lăng hàn sao hắn nghi ngờ và không tự tin liên ngọc đường hít một hơi thật sâu đường đường thế hệ hoàng kim hiện tại không có lòng tin tất thắng chỉ từ điểm này mà nói hắn đã thua tâm muốn giết lăng hàn càng mạnh chỉ cần lăng hàn mất đi giá trị lợi dụng thì hắn sẽ không chút do so dự ra tay Mặc kệ bởi vì thiên phú của Lăng Hàn hay bởi vì quan hệ với chỉ Mộng Hàm, ta đã ra tay rồi, ngươi còn muốn không theo? Liên Ngọc Đường cười lạnh, hắn xuất thủ lần nữa. Lăng Hàn không có ngạnh kháng, chỉ từ một kích vừa rồi đã nói rõ, thực lực Liên Ngọc Đường vẫn hơn xa hắn, liều mạng tuyệt đối không phải ý kiến hay. Hắn lui, tuyệt không ngạnh kháng, nhưng mà Liên Ngọc Đường nắm giữ thân pháp còn trên cả hắn, hắn lại không thể na di cự ly ngắn, Liên Ngọc Đường tự nhiên đã chiếm hết thượng phong, từ đó áp lực đè ép Lăng Hàn cực lớn không biết điều, Liên Ngọc Đường hừ một tiếng, thân thể hắn biến hóa. Đây mới thật sự là quyết tâm của hắn, trước đó là một đấu một, hiện tại, mười đấu một, cho nên ưu thế của hắn càng phóng đại. Biểu ca, người đang làm cái gì? Giọng nói của chỉ mộng hàm vang lên, bóng dáng động lòng người xuất hiện. Liên Ngọc Đường dừng tay, hắn cười nói với chỉ mộng hàm. Ta luận bàn cùng hắn, biểu muội cần gì khẩn trương. Lần sau lại tìm cơ hội đi, dứt lời, hắn quay người rời đi lăng hàn nhìn bóng lưng của hắn rời đi trong ánh mắt mang theo sát khí hắn nhất định phải mau chóng tăng tu vi và chém giết gia hỏa này biểu ca có định ý với ngươi rất lớn Chỉ mộng hàm nói nàng lại không ngốc chẳng lẽ đã lâu như vậy còn không nhìn ra lăng hàn cười cười nếu ta làm thịt hắn ngươi không trách ta chứ Chỉ mộng hàm cười khổ gia hỏa này thật sự không xem đế tử là chuyện to tát động một chút là muốn làm thịt ngươi tự mình quyết định nàng nói nàng cũng không có ảnh hưởng tới quyết định của lăng hàn lăng hàn cười ha ha đế nữ này cũng không có màu bệnh cao ngạo như đế tử đế nữ khác nàng rất khéo hiểu lòng người kỳ thật đây cũng là đối lập nếu đổi hắn thành những người khác người xem chỉ mộng hàm sẽ kiêu ngạo cỡ nào nhưng mà cũng không thể dù sao hắn đang ở trong bí cảnh ngựa không lén ăn cỏ đêm thì không mập không có thiên tài địa bảo hắn nghĩ tăng thực lực lên hóa linh lục biến trong thời gian ngắn là chuyện viễn vông hắn cần phải đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên chỉ cần hắn lấy được chút mật ong, cửu đằng hỏa nguyên quả thì tu vi sẽ tăng lên như bay. Hắn thương lượng với đám người nữ hoàng một chút, quyết định lập tức lên đường. Sau khi thu thập một chút, bọn họ đã muốn xuất phát. Chậm đã, ai ngờ bọn họ còn chưa rời đi đã thấy nạp lan phi nhạc mang theo mấy người chạy tới, cũng ngăn bọn họ lại. Không cần làm phiền các người tiến đưa, đại hắc cầu cười nói. Nạp lan phi nhạc không để ý đến đại hắc cầu trêu chọc, cao ngạo nói. Nam có thể rời đi, nhưng nữ đều lưu lại ở hỏa phu tộc nữ nhân chính là một loại tài phú là truyền giống để sinh sản hậu đại chuyện này rất giống đạo phỉ cướp tiền muốn qua đường này lưu lại tiền mãi lộ không biết xấu hổ người dám đánh chủ ý lên nữ hổ nữ chống nạnh trên mặt đầy giận dữ chi 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 tiểu hồng điều cũng kích động kêu to nàng cũng là nữ tính lang hàn thì tò mò nói tổ tiên các ngươi là đầu bếp nấu cơm gánh nước cho chân hoàng sao ngươi xem Suy đoán này rất có đạo lý, thứ hai, các người giống như đời này chưa từng gặp qua nữ nhân. Hắn vừa nói ra lời này, đám người nạp lan phi nhạc đã nổi giận. Người dám chào phúng chúng ta, bọn họ quát, lăng hàn cười nhạt một tiếng, là các người nhục người nhà của ta trước, nhận mà không trả lễ thì không hay. Tiểu tử, đầu bếp không có chạy, đại hắc cầu lập tức khẳng định, không bằng, chúng ta bắt một tên trở về, về sau sẽ có người chuyên nấu cơm. Tiểu thanh long đề nghị, nếu nạp lan phi nhà còn thế nào nhịn được thì hắn không phải là hắn, cho nên đối phương lập tức xuất thủ tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn cũng xuất quyền đáp lễ. Bành, hai người đấu với nhau một quyền, thân thể run rẩy và lui về phía sau. Nạp lan phi nhà kinh ngạc, nhưng hắn là hóa linh thất biến, mà khí thức của Lăng Hàn còn kém hơn mình, lực lượng của người ta lại không yếu hơn hắn. Nhưng hắn chỉ hơi do dự mà thôi, hắn đã lập tức giết tới. Trước đó bọn họ vẫn khắc chế, đó là bởi vì kiêng kỵ liên ngọc đường thế hệ hoàng kim tu vi hóa linh cửu biến chỉ có trưởng lão trong tộc xuất động hỏa điều trượng mới có khả năng áp chế cho nên bọn họ cũng không dám làm quá hiện tại liên ngọc đường đã rời đi hơn nữa hắn cũng đã nói rất rõ ràng chỉ có chỉ mộng hàm là không thể động cho nên nhìn thấy đám người lăng hàn muốn rời khỏi đám người nạp lan phi nhạc lập tức xuất thủ không nghĩ tới lăng hàn vẫn rất khó giải quyết không thể thu phục trong thời gian ngắn oanh 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 hai người đại chiến sau đó sử dụng tất cả tuyệt chiêu, chiến đấu biến thành hung hiểm. Hừ, thân thể nạp lan phi nhạc run rẩy, từng linh thân bước ra khỏi cơ thể, lại là tám cái. Oanh, tám nạp lan phi nhạc lao lên tấn công, uy lực gia tăng. Lăng Hàn vẫn không có vận dụng linh thân, hắn có thể hóa giải sáu trọng thiên công kích, hơn nữa hắn còn là thể tu, cả hai điệp ra làm lực phòng ngự của hắn tăng lên cấp bậc biến thái. Đánh tám thì như thế nào, mặc dù hắn hơi lâm vào hạ phong nhưng vẫn có thể gánh nổi ta đánh chết ngươi, nạp lan phi nhạc hét lớn, oanh, hình xăm trên hai cánh tay của hắn biến hóa. Đó là thủ đoạn gia tăng chiến lực giống đế tộc thiêu đốt đế huyết, so sánh với nhau, thiêu đốt đế huyết có thời gian dài hơn, tất cả phương diện đều kém thiêu đốt đế huyết. Không có biện pháp, hậu nhân của đầu bếp nha, lang hàn nghĩ thầm trong lòng, hắn trực tiếp sử dụng sát khí xung kích. Ngô, nạp lan phi nhạc lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, hắn vô cùng thống khổ,